Ừ. Hôm qua là mình đang ở cái chỗ mà Harry nhìn vào trong một cái hàng chổi <laughs> Nhìn vào trong một cái cửa hàng và thấy một cái chổi mới Nó đang được quảng cáo đúng không? Cái chổi đang rất là hot Nó có tên là Firebolt à, Tia chớp lửa Đấy. Rõ rồi đúng không? Đợi một tí Trọng tâm nhờ Đấy, Màn hình trọng tâm rồi nhá Rồi chúng ta sẽ bắt đầu này Mình đọc xong cái phần giới thiệu về cái chổi này rồi Nói chung là chổi rất là kinh khủng đúng không? À, có một cái gia tốc này từ 0 cho đến 150 dặm an hour trong 1 giờ. Đợi tí. Hello, hello, hello tất cả mọi người. Có, có lẽ là mình phải để một cái dòng nốt ở đây. Đấy, để, để cho các bạn nó gọi là có thể biết được đúng không? Uh, live có phát lại. À không không. Live được re-up uh, trên YouTube. Uhm. Ồ, hôm qua hình như mình quên mất thì mình chưa up trên YouTube của mình thì phải. Uh, ios đó để cho các bạn gọi là hiểu nhá hiểu rõ nhá thì có có áp lại mà ô nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó không có thôi đành chịu khó vậy đúng không? Ừ. Ờ nhưng mà nếu nếu như vậy thì thôi <laughs> đấy các bạn ở ừ, thay chữ YouTube đúng không? sợ sợ bị vi phạm có thế à nó bị vi phạm nữa thôi có lẽ là mình các bạn nếu mà bạn nào vào hỏi nhá thì uh, các bạn comment giúp mình trả lời bạn ấy giúp mình rằng là có live có phát lại nhá trên trên youtube Đấy, và cái kênh youtube mình vừa có đánh ra cho mọi người rồi đó ok chúng ta sẽ bắt đầu thôi uh, vừa với xong cái phần giới thiệu trổi này price on request harry didn't like to think how much gold the fire boat would cost price on request có nghĩa là kiểu giá tiền thì phải hỏi đúng không phải gọi là đặt thì mới có giá chứ còn bây giờ là không có giá nhá hiện Hiện tại thì nó không có giá đâu Nhưng mà nếu mà đặt trước đúng không hỏi Thì sẽ có giá request là yêu cầu Harry không có thích Biết xem là không có thích nghĩ Không có thích nghĩ về cái việc ấy Xem là cái chổi này nó sẽ tốn bao nhiêu tiền Bởi vì rõ ràng là cậu ấy sẽ gọi là, là là, là, Không muốn tiêu hết cái số tiền mình đang có đúng không He had never wanted anything so much in his whole life Cậu ấy chưa bao giờ muốn một cái thứ gì mà nó nhiều như thế Đấy, dã man như thế trong cuộc đời của mình Tức là rất là thèm muốn cái chỗ đấy, à, nhưng mà biết là nó đắt tiền quá, đúng không? À, nó hơi à trong tiếng Anh ấy, nó có từ rất là hay, đó gọi là out of reach, out of reach nó hơi ngoài tầm với. Tức là về mặt tài chính hay là về mặt nó gọi là ý nghĩa, đúng không? Giả sử cái người đấy nó hơi ngoài tầm với của mình thì dùng cái từ out of reach này nó cũng hợp lý này, out of reach nhé. Cái đấy nó hơi ngoài tầm với. Đấy. But he had but he had never lost a Quidditch match on his Nimbus 2000, nhưng mà cậu ấy chưa bao giờ thua một cái trận quidditch nào trên cái chổi bay Nimbus 2000 của cậu ấy. Ừ, chưa bao giờ thua. Cái match ở đây là trận đấu nhé, match ở đây là trận đấu này. And what was the point in, and what, uh, what was the point in emptying his green ghost vote for the firebolt? Và cái what was the point có nghĩa là cái mục đích ở đây là cái gì khi mà Uh, dốc hết tiền trong cái hầm 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 ngân hàng của cậu ấy ra để mà mua cái file boat làm gì đúng không để làm gì không hề có bất cứ một cái mục đích gì nhá ý của nó này what was the point cái mục đích ở đây là gì đấy, khi mà dốc hết tiền ra để mà mua cái chổi đấy là cái từ empty thì nó đang được sử dụng ở dạng động từ nhá ý của nó có nghĩa là kiểu như là à mình bỏ hết ra đúng không mình max out cái cái tài khoản của mình rồi cái cái vote là cái hầm này When he had a very good broom already. Khi mà phải bỏ hết tiền ra làm gì khi mà cậu ấy đã có một cái chổi nó rất là tốt rồi, đúng không? Đã đã có sẵn rồi, không cần phải bỏ bỏ tiền ra nữa. Harry didn't ask for the for the price. Harry không có hỏi về cái giá của cái chổi đấy. But he, but he returned almost every day after that just to look at the fireboat. Nhưng mà cậu ta quay trở lại cái cái gian hàng, cái cửa hàng chổi gần như là bất cứ ngày nào sau cái hôm đấy để mà nhìn vào cái chổi uh, tia chớp lửa đấy cậu ấy quay trở lại mặc dù là không mua không hỏi giá nhưng mà ngày nào cũng đến để mà nhìn. There were, however, things that Harry needed to buy. Uh, needed to buy. Tuy nhiên có những thứ mà Harry cần phải mua. He went to the ap uh, apothecary to replenish his store of potions ingredients. Cậu ấy đến cái cửa hàng nó gọi là cửa hàng um, a ap ap apothecary thì nó thường nhá bán những cái đồ giống như kiểu là thuốc bắc, ấy. Đấy, xong rồi là bán uh, xà phòng rồi là bán uh, bột uh, những cái bột thuốc các thứ thì đấy nó gọi là ap apothecary đó thì trong tiếng việt mọi người cắt nghĩa cho mình nó là cái gì nhỉ? Cửa hàng uh, dược đúng không? Đấy, cửa hàng dược uh, thì xem thử ý nghĩa tiếng việt của nó là gì nhá? Nào cái người bào chế thuốc hoặc là cái cửa hàng bán thuốc bào chế thì nó gọi là apothecary. Yeah, apothecary. Đó, thường là nó đi thuốc bắc xong rồi thuốc nó 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 rã ra xong rồi thành bột ấy, các cái thứ như thế thì nó gọi là apothecary. À, để mà replenish his store. Có nghĩa là à để mà mua cho nó đầy những cái nguồn dự trữ về nguyên liệu độc dược của cậu ấy. Rồi. Cửa hàng bán thuốc bắc, ư ừ, hoặc là cái thầy thuốc bắc cũng được. À, cái, cái 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 nơi mà cái ông đấy ông ấy uh, buôn bán đúng không? Replenish có nghĩa là bây giờ mình có một cái thứ gì mà nó hết rồi, ấy. xong rồi mình mình refill nó. À, mình cho nó gọi là mua mua lại cho nó đầy, đúng không? Thì đấy nó gọi là replenish. nha và store ở đây không phải là cửa hàng đâu, nó có nghĩa là cái nguồn dự trữ. Ingredients thì nó là những cái nguyên vật liệu. Rồi. As energy uh, school, his school ropes were now several inches too short in the arm and leg. He visited Madam Malkin's ropes for all occasions and bought new ones. Và bởi vì cái bộ áo choàng học ở trường ấy Thì đã bây giờ nó đã quá ngắn so với lại tay và chân của cậu ấy rồi Thế cho nên cậu ta đến thăm cái cửa hàng của bà Madam Malkin Đấy, và đấy là ý cái tên của cửa hàng này Đó là Robes for All Occasions Có nghĩa là kiểu áo choàng cho bất cứ một cái sự kiện nào Đúng không? Và mua một vài những cái áo choàng mới để mà đi học Rồi, New Ones Nhá, thì từ One ấy Nó đại diện cho cái từ, uh, nó rút rút gọn cho cái từ ropes ở đây, mình không cần phải nhắc lại nó nữa. Đó, nó bằng cái từ ropes. Rồi, uh, several thì nó có nghĩa là một vài và inches too short, nó quá là ngắn rồi, đúng không? Nó nó tức là tay và chân thì đã dài hơn cái áo choàng đấy một vài inch, ý của nó là như thế. Rồi, um, most important of all, he had to buy his new school books. Quan trọng nhất ấy thì cậu ấy phải mua những cái cuốn sách giáo khoa mới, đấy, những cái cuốn sách để mà đi học which would include those for his two subjects care for magical creatures and divination and divination và những cái cuốn sách mới thì nó sẽ bao gồm hai cái bộ môn mới được thêm vào trong cái uh, cái khóa học mới đó là chăm sóc sinh vật huyền bí nhá cái bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí này và cái bộ môn nó gọi là chiêm tinh học nào chúng ta sẽ có include là bao gồm those có nghĩa là bằng với từ books ở đây Đấy, nó sẽ bao gồm những cái cuốn sách cho hai cái môn học mới. Subject là môn học mà. Uh, creature thì nó có nghĩa là sinh vật. Nhá, sinh vật. Đấy, right. vậy thì ý của nó có nghĩa là à care, chăm sóc, đúng không? Sự chăm sóc những sinh vật huyền bí và chiêm tinh học. Harry got a surprise as he looked in uh, as he looked in at the, at the bookshop window. Harry có một cái sự ngỡ ngàng khi mà cậu ấy nhìn vào trong cái cửa sổ của cái tiệm sách cái book shop window, uh, cái uh, cửa sổ của cái tiệm sách đúng không? Instead of the usual display of gold-embossed uh, books the size of paving slabs, there was a large icon, uh, there was a large iron iron cage behind the glass, uh, which held about a hundred copies of the Monster Book of Monsters. Now thay vì cái câu này nó khá là dài và thứ hai là có hơi nhiều cái từ nó gọi là từ đặc biệt đúng không? Thế cho nên đọc nó hơi khó một tí. Thay vì nhá. Thay vì cái usual display có nghĩa là cái sự trưng bày thường xuyên, đúng không? Sự trưng bày thường lệ của những cái cuốn sách mà nó có bìa, có gáy bằng vàng. Cái, những cái cuốn sách nó có bìa nó có cái đường gáy bằng vàng nhé chúng ta nên hiểu là như thế này spell books thì nó là sách pháp thuật và go embossed nào Boss thì có phải là liên quan đến ông chủ đúng không? Và ý của nó có nghĩa là cái trạng thái mà nó gọi là kiểu như là à bao trùm xung quanh, im thì nó tạo ra. Đấy, vậy thì ý của nó nhé, có nghĩa là được cover, được bao bao, bao quanh bởi vàng. Đấy đó, go in ở đây là ý của nó là như thế, được bọc vàng. Và những cái cuốn sách nó có kích cỡ như là những cái paving slabs, uh, thì cái từ slab nó có nghĩa là một cái tảng thường nói về tảng thịt hay là tảng mỡ hoặc là cái thả, cái tảng phô mai còn paving ở đây, paving, mình đoán đấy đó là các cái tảng vữa ở trên đường, nhé mình đoán thôi. Đấy, còn ý nghĩa chính xác của cái từ này thì mình cũng không rõ nó là cái gì. À, tí nữa mình tra sau nha đây, paving. À, cái gốc từ của nó đúng không? thì nó có cái mặt lát đường. À, vậy thì đây có thể hiểu là kích cỡ ấy, của những cái cuốn sách đấy là nó to như là một cái miếng, một cái miếng gạch lát đường. Rồi kích cỡ của những cái cái cuốn sách nhé Nó to như là những cái miếng gạch lát đường Đấy và thay vì cái sự trưng bày của các cái cuốn sách như thế Thì có một cái iron cage Có một cái lồng bằng sắt Có một cái lồng bằng sắt này Rất là lớn đằng sau cái cửa kính Và cái cái lồng đấy thì nó chứa hàng trăm những cái ấn bản của cái cuốn sách Nó có tên là The Monster Book of Monsters Đấy cuốn sách quái vật về những cái con quái vật Đấy nhá. thì đây chúng ta sẽ có từ cage là cái lồng và iron tức là bằng bằng sắt đúng không bằng thép đó ý của nó là bằng sắt cái lồng sắt rồi có từ gì khó hiểu display là cái sự trưng bày thay vì cái sự trưng bày thường xuyên của những cái cuốn sách bọc vàng có kích cỡ như là những cái miếng lát đường ấy, thì uh, có một cái lồng bằng sắt rất là to lớn đằng sau cái cửa kính và nó giữ những cái ấn bản của cái cuốn sách The Monster Book The Monster Book of Monsters ở phía bên trong torn pages were flying everywhere as the books grappled uh, with each other. Nào những cái tờ giấy rách những cái tờ giấy rách thì nó bay tứ lung tung. Đấy, nó bay nó gọi là bay tả tơi đúng không khi mà những cái cuốn sách nó đang đấu vật với nhau ở trong cái lồng sách đấy. ở trong cái gọi là cái cái lồng đó nhá. Cái từ grapple. Nào cái từ grapple ý của nó có nghĩa là vật lộn. Vật lộn chen chúc. Đấy, rồi là chật vật đúng không để mà xử lý một cái việc gì đó. Yeah, và đây là uh, grapple with each other. Rồi những cái cuốn sách ấy nó nó đầu đá nhau đúng không? Nó cắn xé lẫn nhau. Locked together in furious wrestling uh, wrestling matches. Locked together, locked together in furious wrestling matches. Thì những cái cuốn sách đấy nó được khóa lại với nhau trong một cái trận đấu. Uh, trong một cái trận đấu vật mà nó đang rất là dữ dội, đúng không? Ý của nó là như thế thì chúng ta có này từ wrestle từ wrestle nó có nghĩa là đấu vật và đây là wrestling matches, những trận đấu vật. Furious thì nó có nghĩa là giận dữ hoặc là cái cường độ của nó rất là dữ dội. Locked, đúng không? Mệnh đề quan hệ rút gọn của những cái cuốn sách đấy. Đấy, nó được khóa lại với nhau trong những cái lồng đó nhé. And snapping aggressively. Những cái cuốn sách nó nó cắn một cách nó vô cùng là dữ tợn. Tức là à bất cứ ai mà nhìn vào đúng không hoặc là kiểu như định thò tay vào là nó sẽ snap nó sẽ cắn Đây, nó sẽ gọi là cắn vào một cách nó vô cùng là dữ tợn này aggressively thì aggressive nó có nghĩa là kiểu hổ báo hung hăng uh. harry pulled his book list out of his pocket and consulted it for the first time harry lấy ra cái danh sách uh, những cái cuốn sách cần phải mua của cậu ấy từ túi của cậu ấy lấy ra từ túi đúng không lấy ra từ túi uh, túi quần và sau đó thì nhìn vào đó thăm dò lần đầu tiên. Đấy, nhìn vào cái danh sách đấy lần đầu tiên. Cái từ consult thì khi mà chúng ta consult something thì tức là chúng ta tham vấn nó. Mình hỏi ý kiến hoặc là mình tra cứu nó. Thì nó gọi là consult. Nhá, consult. Đấy, nhìn vào cái danh sách, những cái cuốn sách phải mua. The The monster book of monsters was listed uh, as... Từ từ. The book... The, the, the monster book of monsters was listed as the set book... For care of magical creatures, cái cuốn sách đấy nhé, cái cuốn sách quái vật đấy, thì nó được liệt kê là một trong những cái cuốn sách cần thiết này cho cái bộ môn nó có tên là chăm sóc sinh vật huyền bí. Uh, now Harry understood why Harry had said it would come in useful. Bây giờ thì Harry đã hiểu vì sao mà ông Harry đã nói rằng rằng cái cuốn sách này nó sẽ có ích trong cái năm học năm nay, nha, nó sẽ có ích trong năm học năm nay. It would come in useful. Ừ. Ngoài ra mình còn có một cái cấu trúc nó có nghĩa là Come in handy nữa uh, Come in handy thì nó có nghĩa là kiểu có ích Nha yeah, rồi nó có ích He felt relieved Cậu ấy cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm He had been wondering whether harry wanted to help uh, Wanted help with something terrifying new pet Cậu ấy đã tự hỏi mình Xem là liệu rằng Cái ông harry ấy Có cần sự giúp đỡ với một với, với với cái con một cái con thú cưng nào đó mới mà nó giữ dằn hay không đấy, ý của nó là như thế Harry đang tự hỏi rằng là liệu ông Harry có cần sự giúp đỡ hay không khi mà ông ấy gửi cho Her Harry một cái cuốn sách nó gọi là cuốn sách quái vật như vậy đúng không đấy. bởi vì đấy là cái món quà sinh nhật của ông Harry mà gửi cho Harry nhé gửi cho Harry một cái cuốn sách rồi as Harry entered a Flourish and, and and blocks the manager came hurrying towards him khi mà Harry đi vào cái quán cái cửa hàng nó có tên là Flourish and, and Blot, thì cái người quản lý của cái quán đấy vội vàng chạy về phía của cậu ấy nào chúng ta sẽ có là đây Flourish thì nó có ý nghĩa nhé tức là một thứ gì ấy, mà nó thăng hoa đấy nó nở rộ đúng không thì ý của nó có nghĩa là cái động từ Flourish ví, ví dụ như cái doanh nghiệp mà nó đang Flourish thì tức là à nó đang kinh doanh nó đang ăn nên làm ra đấy nó đang nở rộ rồi còn cái từ blot thì uh, bình thường nó là một cái vết ố hoặc là một cái vết đốm chúng ta nhỏ mực uh, xuống 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 nền nhà đấy thì nó gọi là một cái blot nhá một cái blot uh, nhưng tuy nhiên ở đây ấy, ý của nó có nghĩa là cái nó đang ghép thành tên của một cái cửa hàng thôi đấy và khi mà harry đi vào cái cửa hàng đấy thì cái người quản lý đúng không vội vàng chạy lại phía cậu ấy Hogwarts he said abruptly come to get your new books cậu ở trường Hogwarts à Uh, có phải đến đây để mà mua sách mới không? Đấy, get your new books đúng không? Cái từ abruptly tức là ông ông chủ quán ấy, ông chủ cửa hàng ông ấy nói một cách nó gọi là bất thình lình, nói một cách đột ngột. Nhá, abrupt thì đấy là đột ngột này. Just said Harry, I need. Ờ ừ, đúng rồi, đúng không? Và Harry nói như thế và tôi cần um, tôi cần một số những cuốn sách sau đây. Get out of the way. Said the manager impatiently. Khi mà Harry định nói rằng đấy, tôi cần những cái cuốn sách này thì ông ấy đuổi. Ông bảo get out of the way Tránh ra, tránh ra, tránh ra đúng không? Ông đấy nói một cách nó gọi là thiếu kiên nhẫn Ý của nó có nghĩa kiểu ông nói một cách rất là sốt sắng đấy, Bởi vì patient là kiên nhẫn này Impatient là thiếu kiên nhẫn Và đây là đuôi ly Bổ nghĩa cho động từ nhá Bổ nghĩa cho động từ set uh, Brushing Harry aside Ông ấy bảo là tránh ra, tránh đường, tránh đường Và ông đẩy Harry ra một bên nào, cái từ brush thì có nghĩa là cái chổi hoặc là cái bàn chải nhưng mà nếu mà chúng ta brush một cái người ấy, thì tức là à chúng ta cọ qua đi ngang qua cái người đấy đấy và aside thì đó là trạng từ chỉ về một phía ý của nó có nghĩa là à so Harry sang một bên à, ông ấy nói tránh đường đúng không và ông so Harry sang một bên he drew on a pair of very thick gloves picked up a large lovely walking stick and proceeded towards the door of the monster books cage và ông ấy này ông ấy kéo lên cái từ drew on đúng không thì ý của nó có nghĩa là bằng quá khứ của từ draw draw là kéo là kéo là lấy lại nha vậy thì đây ông ấy kéo một cái đôi găng tay rất là dày chúng ta sẽ có từ glove là găng tay này đấy ông ấy kéo lên đúng không ông kéo một cái đôi găng tay rất là dày sau đó ông ấy picked up a large knobbly walking stick walking stick thì đó là cái gậy để mà chúng ta gọi là chống khi mà đi uh, trên đường ấy đúng không cái gậy nha cái gậy chống đi đường cái từ nobly thì nob là một cái tay nắm cửa và nobly là một cái tính từ nó có nghĩa là kiểu nó lồi lõm, nó có nhiều cục ở trên đấy. Cái gậy nó có rất là nhiều cục ở trên đó nhá. Và sau đó thì ông ấy dần dần ông tiến về phía cái cánh cửa nơi mà có cái lồng của những cái cuốn sách quái vật ở trong đấy. Đấy, những cái cuốn sách quái vật nó được nhốt ở trong lồng. Đấy và ông ấy proceed. Từ proceed nó có hai ý nghĩa, một là bằng với từ continue Hai có nghĩa là kiểu đi dần dần Mon men đi về phía đấy Đi về phía gọi là phía cái cánh cửa đúng không Bởi vì đằng sau chúng ta sẽ có từ towards the door All right. Hang on Said Harry quickly Từ từ đã Harry vội vàng nói này I've already got one of those Từ từ đã Cháu đã có cái cuốn sách đấy rồi Cháu đã có cái cuốn sách quái vật rồi Have you? A look of enormous relief spread over the manager's face Cái gì cậu đã có rồi á? À? một cái cái nhìn một cái dáng vẻ nó vô cùng là nhẹ nhõm nó lan tỏa trên cái khuôn mặt của cái người quản lý nào chúng ta sẽ có relief ý của nó có nghĩa là cái sự nó gọi là kiểu như thảnh thơi đúng không nhẹ nhõm thở phào enormous vô cùng là đáng kể to lớn cái lúc ở đây nhá không phải là cái nhìn đâu mà có nghĩa là kiểu cái dáng vẻ một cái vẻ nó toát ra trên mặt của ông ấy thank, thank heavens for that I've been bitten I've been beaten five times already this morning. Cảm ơn Chúa trời bởi vì điều đấy. Lệ tạ gọi là cái gì nhỉ? Cảm tạ trời đất về cái việc đó đúng không? Cái heavens ở đây là cái trời đất đấy. Right. Tôi đã bị cắn 5 lần vào cái buổi sáng nay khi mà đi lấy những cái cuốn sách đấy đúng không? Tôi đã bị cắn 5 lần này. I've been beaten five times already. À, chúng ta sẽ có từ beaten nhé. Đấy là quá khứ phân từ của từ bite. B-I-T-E. Đó, đó là cắn. A loud ripping noise rent the air. Two of the monster books had seized a third and were pulling it apart. Một cái tiếng ripping noise. Nào, cái noise là cái tiếng ồn và rip là xé. Đấy, ý của nó có nghĩa là kiểu một cái tiếng ồn mà giống như kiểu là những cái trang sách nó đang được xé ra. Đấy, cái tiếng ồn này rất to. Thì nó rent the air. Có nghĩa là nó bao trùm lấy cái không khí ở trong cái cửa hàng. Bởi vì cái air chính là cái không khí đúng không? Đấy, và rent Bình thường nó có nghĩa là kiểu cho thuê Nhưng mà chúng ta nên hiểu ở đây nhá Một cái nghĩa bóng ấy Tức là à nó lấy Nó chiếm toàn bộ cái không khí ở đấy Cái âm thanh đấy đúng không Nó chiếm toàn bộ cái không khí ở trong cửa hàng Ê. Hai cái cuốn sách quái vật ấy Nó đã bám được Nó đã với lấy một cái cuốn sách thứ ba Và sau đó thì Hai cái cuốn sách đấy Nó đang xé xác cái cuốn sách thứ ba Nha nó đang gọi là À tấn công cái cuốn sách thứ ba nhá Từ Seas mình dơ tay ra, mình bắt lấy một thứ gì và sau đó mình lấy lại, mình rằng lại, thì đấy nó gọi là seize. Đấy. A third thì đó là cái cuốn sách thứ ba rồi. Pull something apart, xé nó ra, đúng không? Cho nó tách rời nhau ra, không còn dính, không còn liên kết lại với nhau nữa. Pull something apart. Rồi, stop it, stop it, dừng lại đi, dừng lại đi. Cry the manager, poking the walking stick through the bars and knocking the books apart. Dừng lại, dừng lại, ông, ông chủ quán ông quản lý cái tiệm sách ấy, ông ấy thốt lên cái từ cry ở đây không phải là khóc nhá mà nó có nghĩa là kiểu thốt lên ấy, kiểu như sốt sắng thốt lên và ông chọc chọc cái gậy vào trong cái thanh sắt vào trong cái lồng sắt để mà uh, đánh cho những cái quyển sách nó 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 nó, nó rời nhau ra nhá <laughs> đánh cho những cái quyển sách để mà nó nó buông nhau ra nó thả nhau ra đấy nào chúng ta sẽ có này poke có chữ e đây nhá thì nó có nghĩa là chọc Cầm cái thanh sắt, cầm cái thanh sắt chọc chọc vào trong lồng ấy. Ừ. Rồi cái walking stick thì mình có giải thích rồi Cái cái stick chính là cái gậy, và đây là cái gậy đi bộ đúng không? Đấy, the bars thì có nghĩa là những cái song sắt Những cái song sắt Knock, knock thì bình thường có nghĩa là đánh thôi đúng không? Chúng ta knock out ấy, đấy thì đấy là knock something apart Đánh cho nó, đánh cho chúng nó gọi là rời nhau ra uh, I'm never stalking them again, never Tôi không bao giờ dự trữ, tôi không bao giờ đặt hàng những cái cuốn sách này nữa. Không bao giờ. Bởi vì đây là một cái chủ tiệm sách, thế cho nên ông ấy phải nó gọi là đặt hàng về đúng không? Thì mới buôn bán được. Và cái từ stock nhé, từ stock, đấy, bình thường nó có nghĩa là một cái nguồn dự trữ. Nhưng mà trong cái văn cảnh này thì chúng ta nên hiểu là ông ấy, tôi không bao giờ dự trữ những cái cuốn sách này nữa. Đúng không? It's been bad lamb. Uh, it's been bad lamb từ Bethlehem ở đây, mình đoán nhá, có nghĩa là một cái từ nó gọi là chửi thề. Đấy, đó it's been hell đúng không? It's been hell, nó có nghĩa như kiểu là địa ngục ấy. I thought we I thought we seen the words when we bought 200 copies of the invisible book of In invisibility. Uh, nó thực sự là rất là tồi tệ này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã trải qua cái trạng thái tồi tệ nhất khi mà chúng ta đặt chúng ta mua 200 cuốn ấn bản của cái cuốn sách nó có tên là cuốn sách tàng hình. Đấy, tức là ngày trước đúng không? Đã dự trữ 200 cuốn sách tàng hình rồi. Và đã tưởng tượng rằng là nó là một cái tình thế mà nó đã quá tồi tệ rồi, nhưng bây giờ khi mà đặt cái cuốn sách nó là cuốn sách quái vật ấy, nó còn tồi tệ hơn. Đó, chúng ta nên hiểu là như thế. I thought we seen the worst. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã thấy cái điều tồi tệ nhất khi mà chúng ta mua 200 cái ấn bản đấy rồi. Cost a fortune and we never found them. Tốn một đống gia tài và không thể nào tìm thấy được những cái cuốn sách đấy. À, bởi vì đó là cái cuốn Invisible Book mà. Cái cuốn sách tàng hình thế cho nên mình không có nhìn thấy nó đúng không? À, vì vậy cho nên là không tìm được để mà bán. Cost of fortune thì fortune nó là một cái vận may nhưng ở dạng nghĩa bóng thì nó có nghĩa là một cái gia tài, à, một cái đống tiền. Well, is there anything I can help you with? Rồi, còn gì mà tôi có thể giúp cậu được không? just Harry này, Harry nói như thế looking down his book list, nhìn xuống cái danh sách những cái cuốn sách cần mua của cậu ấy, cái book list, nhắc cái danh sách những cái cuốn sách cần mua. I need Unfogging the Future by Cassandra uh, nói chung là bởi một cái tác giả tên là như thế này. Tôi cần một cái cuốn sách nó có tên là Unfogging the Future. Từ này rất là hay. Bởi vì fog là sương mù ấy và ăn fork có nghe kiểu như là à chúng ta xóa chúng ta uh, nó gọi là làm sáng tỏ được không làm sáng tỏ đấy bởi vì cái từ này nó đang được sử dụng ở dạng nghĩa bóng fork thì nó là sương mù rồi nhưng mà ăn fork thì nó có nghĩa kiểu làm sáng tỏ cái chuyện đấy đó làm sáng tỏ cái tương lai của chúng ta để mà phục vụ cho cái bộ môn chiêm tinh học mà à, à studying uh, divination are you? Cậu đang bắt đầu cái bộ môn chiêm tinh học có đúng không? Set the manager stripping off his gloves and leading Harry into the back of the shop. Ông quản lý tiệm sách nói như thế này và tháo bỏ cái cái đôi găng tay của ông ấy ra và dẫn Harry về cái phía sau của cái cửa hàng. Chúng ta sẽ có từ strip nhé. Bình thường strip thì nó có nghĩa là lột bỏ. Nhìn trước tương lai nếu mà bảo nếu mà bảo là nhìn trước ấy thì nó cũng không hẳn nó phải có là từ foresee cơ nhé foresee thì nó mới gọi là gọi là nhìn trước đấy foresee thì tức là nhìn trước đúng không nhìn thấu cái tương lai nhưng mà bây giờ ấy đó là từ ăn fog là sương mù và ăn có nghĩa là kiểu xóa cái trạng thái mờ mịt đi soi sáng tương lai à <laughs> nghe hơi kỳ uh... dịch sang tiếng việt cái cuốn này thực sự rất là khó đúng không vén màn ủa được hợp lý đấy vén màn tương lai nhé vén màn tương lai của chúng ta rồi à, cái từ strip mình đang muốn nói đó là lột bỏ cái những thứ gì bên ngoài bởi vì chúng ta sẽ có stripper ấy, chính là cái người vũ nữ thoát y nhé stripper chính vì vậy cho nên từ strip nó có nghĩa là lột cái lớp bên ngoài ra và đây tháo bỏ cái đôi găng tay này và sau đó dẫn Harry vào phía sau của cái cửa hàng. Where there was a corner devoted to fortune telling nơi có hẳn một cái góc mà nó được dành cho cái uh, những cái cuốn sách nó liên quan đến dự đoán tương lai nhá. Đấy, nhìn thấu tương lai, dự đoán tương lai. Nào chúng ta sẽ có từ devote thì bình thường nó có nghĩa là kiểu như mình devote tới mình devote to something thì tức là mình đang dành cái công sức của mình cho một thứ gì đó. Đấy và đây là một cái corner, tức là một cái góc đúng không? Một cái góc nhà mà nó dành hết cho cái bộ môn fortune telling fortune may mắn nhé à, rồi là có thể liên quan đến những cái vận may theo theo là nói ý của nó có nghĩa là kiểu như là à, có thể nhìn nhận ra hay là có thể gọi là tiên đoán trước cái vận may trong tương lai a small table was stacked with volumes uh, such as predicting the unpredictable một cái small table một cái bàn nhỏ thì nó đang chất đầy những cái cuốn sách những cái ấn bản, những cái tập 1, tập 2, tập 3 của cái bộ sách nó có tên là Predicting the Unpredictable, dự đoán những thứ không thể nào dự đoán được. Đấy bởi vì chúng ta sẽ có từ predict, động từ nguyên gốc thì nó có nghĩa là dự đoán mà. Đó. Dự đoán những thứ không thể dự đoán. Cái volumes ở đây nhá thì bình thường nó là âm lượng, nhưng mà chúng ta nên hiểu ấy, nó còn gọi là những cái những cái ấn chương nhá tập 1, tập 2 đúng không thì đó là volume 1, volume 2, đấy. Right? Cái từ stack thì bình thường nó có nghĩa là một cái chồng sách. Nhưng ở ở dạng động từ ấy, thì nó có nghĩa là à được xếp lên thành chồng với những cái cuốn sách. Đúng không? Những cái ấn chương về những cái ấn chương của cái bộ sách nó có tên là dự đoán những thứ không thể nào dự đoán được này. Insulate yourself against shocks and broken broken boss. Nào, đó là bao bọc bản thân. Bao bọc bản thân chống lại những cái cơn uh, những cái cú sốc và những cái uh, những cái bí mật động trời nhá chúng ta có thể dịch đại khái ra cái broken balls ở đây đi đó là những cái quả bóng mà nó bị bị vỡ đúng không nhưng mà chúng ta nên hiểu trong cái văn cảnh này thì nó có nghĩa là những cái bí mật động trời ấy khi mà nó được bật mí ra Đấy, thì nó gọi là broken balls à, để cho mình đoán là như thế uh, shocks ở đây thì chúng ta hiểu mà đó là những cái cú sốc còn insulate thì tức là bao bọc bên ngoài thường là để cách nhiệt hoặc là để gọi là 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 là, là để 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 cách âm nhé cách nhiệt hoặc là để cách âm thì nó gọi là insulate nhưng mà trong cái văn cảnh này hoàn toàn nó có thể kiểu như là chúng ta chúng ta cố gắng che che chắn bản thân mình đấy cố gắng bảo vệ bản thân mình để mà chống lại những cái cú sốc cũng như là những cái bí mật động trời when fortunes turn foul khi mà những cái lời tiên tri uh, nó trở nên rất là ghê tởm Đấy, fortunes ở đây nhé, chúng ta nên hiểu là à, là là những cái lời tiên tri hoặc là những cái vận may ở trong cái tương lai, đúng không? Những thứ nó tiên đoán về tương lai. Cái từ foul thì nó có nghĩa là một thứ gì mà nó kiểu tẩm, nó hơi tẩm, nó hơi kiểu tiêu cực á, nó hơi xấu xa thì nó gọi là foul. Và cái từ turn á, nó bằng từ become trở nên, nhá. Khi mà những thứ đấy nó trở nên rất là kinh kinh khủng. Here you are, said the manager who had climbed a set of a set of steps to take down a thick black bound book. Đây rồi, cái cuốn sách đây rồi. Người quản lý cái tiệm sách nói như thế này và ông ta vừa mới trèo lên ông ta vừa mới trèo lên một um, một một đống những cái bậc thang trên cao để mà lấy xuống một cái cuốn sách nó rất là dày, nó có cái bìa màu đen. Nào chúng ta sẽ có climb trèo lên đúng không? A set of steps. Một một chuỗi những cái bậc thang nhá. Take down thì đó là lấy xuống này. Và đây Uh, một cái cuốn sách rất là thick là dày và bao nhá bao thì bình thường nó quá khứ phân từ của từ bind bind là cái trạng thái bao bọc xung quanh đấy vậy thì black bound nó có nghĩa là kiểu bọc đen có bìa màu đen unfogging the fort uh, unfogging the future ừ, vén màn tương lai very good guide to all very good very good guide to all your basic fortune telling methods đây là một cái hướng dẫn rất là tốt cho tất cả những cái phương pháp căn bản về cái thuật nó gọi là tiên đoán tương lai Đấy, thuật tiên tri nào chúng ta sẽ có đây guide là cái hướng dẫn Đấy, rồi method là phương pháp và đây fortune telling methods phương pháp tiên đoán tiên tri và basic ai biết rồi nó có nghĩa là căn bản đúng không pam uh, history crystal balls bird angels uh, angels nào pam PAM thì đó cái lòng bàn tay cái chỉ tay của chúng ta rồi là history thì mình không rõ là cái gì nhỉ history là cái gì nhỉ tí nữa mình tra sau nha nhưng mà crystal balls những cái quả bóng pha lê đúng không rồi là uh, bird entrails entrails thì nó có nghĩa là những cái những cái lòng mề ruột gan ấy. đấy thì nó gọi là entrails entrails lòng mề ruột gan nội tạng đúng rồi nó gọi là nội tạng nội tạng của chim ok, ô, tiên đoán được tương lai dựa theo nội tạng của chim, dã man thật. rồi tiếp theo là history thì bây giờ mình tra thử nó là cái gì nhá. history nó có nghĩa là, ô, oh. từ này không có à? à à rồi rồi rồi, Ui. rồi ơi cứ tưởng nó nó có nghĩa là à, nó ghép với từ palm, nha nó ghép với từ palm, nó là palmistry. Rồi ý của nó có nghĩa kiểu cái kiểu kỹ thuật xem chỉ tay Còn cái palm khi mà nó đứng một mình thì nó là cái lòng bàn tay thôi Đó cái lòng bàn tay thôi Còn palmistry thì đây là à nó là một cái từ thuật chỉ tay Trời ơi cứ tưởng đây là một từ riêng Ok nó chẳng qua ấy, nó hết dòng Nó hết dòng thế cho nên nó phải xuống dòng ấy mà right. But Harry wasn't listening His eyes had fallen on another book Nhưng mà Harry không hề có lắng nghe những cái điều gì mà ông ấy, đúng rồi, suffix, uh, nó là cái đuôi, nó là cái đuôi <laughs> Nó là palm, palmistry đúng không? Palmistry Nhưng mà Harry thì không đang lắng nghe cái lời ông ấy nói Cái đôi mắt của cậu ấy thì đã Cái ánh, ánh nhìn, cái ánh mắt của cậu ấy thì đã rơi vào một cái cuốn sách khác Which was among a display on a small table Death Omens Và cái cuốn sách đấy thì nó nằm trong những cái sự trưng bày Trong những cái cuốn sách được trưng bày ở trên cái bàn nhỏ được chưa? Nó nằm trong những cái cuốn sách được trưng bày ở trên những cái trên một cái bàn nhỏ và cái cuốn sách đấy nó có tên là Death Omens. Nào, Omen. Omen là một cái điểm báo, một cái điểm. Đó, Omen là cái điểm và đây là à điểm báo về cái chết. Nha, yeah, Death Omens. What to do when you when you know the worst is coming? Cần cần phải làm những điều gì khi mà cậu khi mà chúng ta biết rằng là cái điều tồi tệ nhất nó đang nó đang đến với chúng ta What to do đúng không Điều gì cần phải làm này Khi mà bạn biết Những thứ đang tồi tệ nhất đang đến với bạn right. Oh I wouldn't read I wouldn't read that if I were you Oh tôi sẽ không đọc cái cuốn sách đấy Nếu như mà tôi là cậu đâu Set the assistant lightly Cái người trợ lý của cái cửa hàng sách ấy Nó nói một cách nó hơi um, Nó hơi hiển nhiên Đấy cái từ light ở đây này Thì bình thường có nghĩa là một cái thứ gì Mà nó rất là nhẹ đúng không Nhẹ nhàng, nhẹ nhõm hay là nó không có trọng lượng ấy. Ý của cái câu này nó có nghĩa là cái người cái người uh, trợ lý assistant mà người ta nói một cách nó gọi là hiển nhiên mặt nó rừng rưng. Tôi sẽ không đọc cái cuốn đấy nếu nó, nếu tôi là cậu đúng không? Looking to see what Harry was staring at. Nhìn xem xem là Harry đang nhìn vào cái tên cái cuốn sách gì. You start seeing death omens everywhere. Nếu mà đọc cái cuốn sách đấy thì cậu sẽ nhìn thấy những cái điềm báo về cái chết ở khắp mọi nơi is enough to frighten anyone to death. Thực sự là đã quá đủ để mà đe dọa người ta là phải chết rồi, chứ còn bây giờ nó còn điềm báo ở khắp mọi nơi thì chắc chắn là nó chắc chắn là cái cuốn sách đấy nó rất là 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 là, là tiêu cực, đúng không? Đấy. nhìn cái gì cũng ra cái chết. <laughs> Ý của nó là như thế. You start, cậu sẽ thấy, cậu sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điềm báo về cái chết ở everywhere khắp mọi nơi đã quá đủ rồi is enough frightened thì nó có nghĩa là đe dọa này đấy, dọa bất cứ ai đúng không với cái chết but Harry continued to stare at the front cover of the book nhưng mà Harry tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bìa của cái cuốn sách đấy cái front cover nhá front là phía trước và cover chính là cái phần bìa cái bìa trước it show a black dog large as a bear nó show cái bìa sách thì nó cho thấy một cái con chó đen to như là một cái con gấu With gleaming eyes, it looked oddly familiar. Với cái ánh mắt của cái con gấu đấy nó đang kiểu sáng trưng lên, đúng không? Nó đang ánh lên, gleam, ánh sáng nó 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 phản quang nhá Xong rồi nó lóe lên, thì đấy nó gọi là cái từ gleam. Đó, cái đôi mắt đúng không? Nó lóe sáng lên, nó nhìn, tức là cái con chó ấy, ở trên cái bìa sách nó nhìn quen thuộc một cách kĩ, nó nhìn quen thuộc một cách kỳ lạ đối với lại Harry. Harry dường như là đã nhìn thì nó ở đâu rồi Nhà cái từ nào familiar tức là kiểu quen quen Đúng không? Nó rất là uh, hình như là mình đã nhìn thì đâu rồi đấy uh, Cái từ odd thì nó có nghĩa là lạ lùng, kỳ cục Quen một cách rất là kỳ cục này The assistant pressed unfogging the future into Harry's hands Cái người trợ lý của cái cửa hàng cửa hàng sách thì dí cái cuốn vén màn tương lai vào trong tay của Harry Đấy, vào trong tay của Harry nhá cái từ press thì bình thường nó có là kiểu tác động lực từ hai bên Đó, tác động lực từ hai bên thì bây giờ chúng ta phải hiểu đó là, là ấn đúng không ấn cái quyển sách đấy dí cái quyển sách đấy vào tay của Harry anything else he said còn gì nữa không anh ta nói thế này just set Harry tearing his eyes away from the dogs and dazedly consulting his book list có còn những cái cuốn sách mà tôi cần Harry nói như thế và xé cái ánh mắt của mình rời khỏi cái con chó trên cái bìa sách. Và sau đó thì tham vấn cái danh sách, những cái cuốn sách cần mua của cậu ấy một lần nữa. Ừ. chúng ta sẽ có từ tear nhé. Nó có nghĩa là xé. Nhưng mà bây giờ này, đó là tear something away. Ừ, vậy thì tức là cái ánh mắt, cái ánh mắt nó đang kiểu nhìn chằm chằm đúng không? Thì bây giờ nó buộc nó phải gọi là rời mắt thôi. Thì đây chúng ta sẽ hiểu nhé, rời mắt. Đó, rời mắt khỏi cái con chó đúng không cái 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 cuốn sách mà nó có cái con chó ở trên đấy ấy. and dazedly consulting thì consult nó có nghĩa là tham vấn tra cứu đấy vậy thì đây tra cứu cái danh sách sách này còn cái từ dazedly cái từ dazed dazed thì nó có nghĩa là kiểu như là kiểu mình đang hoang mang mình đang mơ màng một thứ gì đó thì đấy nó gọi là dazed nhá thế thế cho nên là nó mới có cái từ đa dồ nhớ nhá thì mình nghĩ ở đây ấy nào mình sẽ tra lại cho mọi người cái từ uh, dazed thì nó có nghĩa là kiểu choáng váng, sững sờ, sững sốt. Và trong cái chỗ này thì nó phải là dazedly. Nhá, dazedly. Đấy. Từ từ đã mình phải check lại đã. Đúng rồi, dazedly. Đấy. một cách nó gọi là sững sờ, sững sốt. Hoang mang, nó nó đang mơ màng. Uh, I need immediate transfiguration and the standard book of spells, grade 3. Uh, cháu cần cái cuốn sách nó có tên là biến hình ngay lập tức này và cái cuốn sách cái cuốn sách tiêu chuẩn về phép thuật uh, cái chương thứ ba cái ấn chương thứ ba ừ. immediate có nghĩa là kiểu như à khoan đã. sorry không phải là ngay lập tức đâu intermediate đấy mình nhìn thiếu đúng không intermediate có nghĩa là trung cấp rồi vậy thì đây biến hình trung cấp nhá biến hình trung cấp bởi vì chúng ta đã dịch cái từ này rất là nhiều hôm rồi nó có nghĩa kiểu biến hình mà figure chính là cái hình bóng và chance đó là, đó là à chuyển đúng không? Di chuyển từ cái hình này sang hình khác. Mm. The standard book thì standard có nghĩa là tiêu chuẩn là những thứ gì mà nó gọi là thuộc quy chuẩn. nha yeah. Và đây grade 3 có nghĩa là cái chương ấn chương cái tập thứ ba dành cho những cái người học sinh năm thứ ba Harry emerged from Flourish and blot 10 minutes later with his new books under his arms. Harry xuất hiện uh, trên cái con phố đúng không? từ cái cửa hàng Flourish and Blot 10 phút sau với những cái cuốn sách mới của cậu ấy đang kẹp ở dưới tay nhá đấy, under his arms ở đây là kiểu cặp ở dưới tay đấy cặp ở dưới tay cái từ emerge emerge thì nó có nghĩa là kiểu như mình xuất hiện mình từ phía dưới mình trồi lên thì nó gọi là emerge và ở đây Harry này xuất hiện từ cái cửa hàng đấy đúng không tức là từ cái cửa hàng đấy đi ra thôi Blot thì đây là một cái từ cách điệu thôi Chứ còn thực tế ra ấy Nó có nghĩa là cái từ blot này này Là một cái vết ố hoặc là một cái vết Vết loang lổ Nha Cái từ blot thì nó là một cái vết ố Hoặc là một cái vết loang lổ right. Ví dụ bây giờ mình làm đổ mực ra nhà Thì đấy, những cái đấu mực đúng không Ở trên nền nhà thì nó gọi là những cái blot hmm. uh, And made his way And made his way back to the leaky, leaky cauldron và cậu ấy dảo bước đi về cái quán cái vạc lủng hardly noticing where he was going and bumping into several people gần như là không để ý đến nơi nào mà cậu ấy đang đi và đâm vào rất là nhiều người đâm sầm vào một số người nào chúng ta sẽ có từ là notice có chữ e nữa thì nó có nghĩa là để ý và khi mà có từ hardly đúng không tức là gần như là không đấy gần như là không để ý nơi nào cậu ấy đi đến này và bump nếu mà chúng ta băm nha, băm vào một cái thứ gì đó Vậy thì đấy, mình va chạm với thứ đấy Đấy là mình va chạm với thứ đấy à, Mọi ừ. người có biết là đi đường ấy. Mấy cái con đường, một cái con đường mà nó rất là sóc Nhưng một cái đường sóc thì chúng ta gọi đó là một cái bumpy road Đó, đường sóc Đấy, đường sóc Rồi, bởi vì từ băm nó có nghĩa là kiểu va chạm mà Nhá, ok, bumpy road đấy Rồi He tramped, uh, he tramped up the stairs to his room Cậu ta bước nặng nề trên cái cầu thang để mà lên phòng. Cái từ tram, từ tram nó có nghĩa kiểu bước những cái bước rất là nặng đúng không? Đấy, ý của nó có nghĩa kiểu như nặng chịu, lòng nó rất là nặng chịu. ổ gà không, ổ gà thì nó lại không gọi là băm. Nếu mà đi đường mà chúng ta gặp cái băm ấy thì tức là đây này, cái gồ, cái ghê để mà nó giảm sóc, nó giảm cái tốc độ của chúng ta ấy, thì đấy nó gọi là cái băm. nhé còn nếu mà cái ổ gà ở trên đường ấy thì nó gọi là cái pothole. Cái ổ gà thì nó gọi là cái pothole cơ chứ không phải gọi cái bump. Nha, cái bumpy road thì nó lại là một cái con đường rất là sóc ờ nhưng mà đấy, ổ gà thì nó lại gọi là pothole, pothole. All tiếp theo. Nào. Nhớ nhá, Harry bước rất là nặng nề lên cầu thang, lên phòng của mình này. Went inside and tip his book, uh tip his book onto his bed. Đi vào trong phòng và sau đó thì uh, um, Kiểu kiểu như là để những cái cuốn sách, đúng không? Ném những cái cuốn sách của cậu ấy lên giường Đấy, cái từ thếp ở đây Có thể hiểu là à búng uh, Vứt vứt cái cuốn sách ra một bên, đúng không? Thì ý của nó là như thế Somebody had been uh, in to tidy Somebody had been in to tidy Đã có ai vào cái căn phòng của cậu ấy để mà dọn dẹp rồi To tidy ở đây nó không phải là tính từ Nó đang là động từ Bởi vì nó có từ to yeah, Có từ to Đấy, to tidy Thường trong văn nói thì người ta sẽ có thêm từ up nữa. Tidy up có nghĩa là kiểu dọn dẹp. <cười> <cười> Pothole là ổ gà, chính xác rồi. Đấy. Right. Một cái con đường sóc thì nó là bumpy road. À, nói đến đây mới nhớ. Nhưng mà nếu á chúng ta gặp một cái khó khăn trên đường đời <laughs> thì nó gọi là hit a bump in the road. Nha, nếu mà gặp khó khăn, một cái khó khăn trên đường đời cái gì sửa lưng á nhá uh. yeah, nếu mà chúng ta cùng nhau bàn luận thôi mình giải nghĩa mọi người ấy khi mà chúng ta học từ thì nếu mà đã hiểu rồi đã hình dung được cái bối cảnh của nó rồi ấy thì không cần phải cố gắng dịch nó đâu nhá yeah. gặp một cái khó khăn trên đường đời thì nó gọi là diễn tả như thế này hit a bump in the road hit a bum in the road rồi tiếp theo nào Um, the windows were open and sun was pouring inside. Cái cửa sổ thì nó đang được mở ra và cái ánh nắng đúng không? Cái mặt trời thì nó đang gọi là đổ ngập vào bên trong cái căn phòng. Nhà cái ánh nắng bên trong gọi là nó lấp đầy cái căn phòng đấy. Nó đang pouring out, pouring inside. Mm. Pour. Uh, từ pour này, to pour này nó có nghĩa là cái cơn mưa rào và dạng động từ thì tức là à nó đang đổ ngập, nó đang đổ ngập vào bên trong. Harry could hear the buses rolling in the unseen muggle street behind him. Harry có thể nghe thấy cái tiếng xe buýt nó đang chạy. Nó đang chạy ngang qua. Nó đang chạy ngang qua in the unseen muggle street behind him. Ở trong những cái con phố đời thường đằng sau cậu ấy. Đấy, cái con phố ở đây là cái con phố của những người không biết pháp thuật. Đó. The unseen muggle street. Nào unseen tức là không nhìn thấy mà. Ờ, bởi vì nó bị khuất đúng không? Nó bị gọi là cách biệt so với lại cái thế giới phù thủy. Row. Row là cái từ nó gọi là quận. Ý của nó có nghĩa là cái xe buýt ấy, bánh xe nó cứ thế nó chạy qua đúng không? Cái bánh xe của nó 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 chạy qua cái cái con phố đấy. And the sound of the invisible crowd below the below in Diagon Alley. Và cái tiếng cái tiếng ồn của cái đám đông mà vô hình phía dưới trong cái con hẻm xéo. Now, chúng ta sẽ có crowd là đám đông này invisible tức là à ở trên phòng của Harry ấy thì tức là không có không có nhìn thấy cái đám đông ở phía dưới. Đúng không? Thế cho nên là Harry phải tưởng tượng phải nghe thấy cái âm thanh của cái đám đông. Hmm. Ali chính là cái con 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 phố, con uh, con hẻm cái ngõ đúng không? Thì đấy chúng ta sẽ biết là đó là cái từ alley. He caught sight of himself in the mirror over the basin. Cậu ta nhìn thấy cái hình ảnh của bản thân mình cậu ta nhìn thấy cái hình ảnh của bản thân mình trong cái tấm gương uh, được treo ở trên cái chậu rửa mặt. Nào chúng ta sẽ có này, caught sight, thì sight tức là cái hình ảnh đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu tức là à cái hình bóng của cậu ấy đấy, bởi vì đây là sight of himself. In the mirror, cái tấm gương, basin thì bình thường nó có nghĩa là một cái chậu, nên một cái chậu nước, nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là cái bồn rửa mặt đúng không? Cái chậu rửa mặt. It can't have, it can't have been a death omen. Ô, oh, nó không thể nào là một cái dấu hiệu của cái chết được, một cái điểm báo về cái chết được, đúng không? <laughs> vì vì Ali là quán cà phê, <laughs> Ờ, nó nó là cái cái thương hiệu thì đúng hơn, Chứ còn thực tế là nó có nhiều quán. Nào, it can have been a death omen, tức là Harry ấy, trước đó đã nhìn thấy một cái con chó đen, một cái con chó nó rất là lớn đấy và vừa mới nhìn vào cái cuốn sách đúng không thì biết rằng là à một cái một cái điểm báo của cái chết đó là cái con chó đen cái con chó đen đấy thế cho nên bây giờ Harry đang hoài nghi đang tự hỏi đang khẳng định rằng là không thể nào đấy là một cái cái điểm báo cái chết được. He told his reflection defiantly. Harry nói với là cái hình bóng của mình trong gương một cách nó gọi là uh, một cách uh, một cách nó giống như kiểu là đang 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 phẫn nộ ấy đấy bởi vì defiant nhá defiant này thì nếu mà ai đó chửi mắng mình mà mình kiểu như không cam chịu ấy thì đấy tức là mình đang có một cái thái độ nó gọi là defiant đó bây giờ mọi người phải cắt nghĩa được cái từ này ngang ngạnh á ngang ngạnh đúng rồi nếu mà có thể dịch ra đó là à một cái cách nó gọi là roughly translated thế, thì defiantly ở đây có nghĩa là kiểu nói với bản thân mình một cách nó rất là ngang bướng đúng không một cách rất là ngang bướng đấy, reflect thì nó có nghĩa là kiểu phản chiếu, reflection là hình ảnh phản chiếu, đúng không? Và define mình vừa mới giải thích rồi đấy, có nghĩa là ai đó mà chửi mắng mình xong rồi mình muốn bật lại, ấy. đấy thì tức là mình define người ta, đấy là mình define người ta, rồi và đây là tính từ của nó define một cách rất là ương bướng ngang ngạnh. I was panicking when I saw that thing in uh, Magnolia Crescent. Tôi thực sự rất, tôi thực sự rất là hoảng loạn khi mà tôi nhìn thấy cái thứ đó ở trong cái con phố Magnolia Crescent. It was probably just a stray dog. Có lẽ nó chỉ là một cái con chó hoang thôi, một cái con chó đi lạc thôi. Right. Rồi, tức là Harry đã nhìn thấy con chó đấy nhưng mà bây giờ đang đang gọi là phủ phủ nhận cái sự thật đúng không? Rằng là không phải là cái chết đâu. Đấy chẳng qua là chỉ là một cái con chó đi lạc thôi. Chứ không thể nào là điềm báo được. Rồi cái từ panic nha. Tức là mình hoảng loạn mình cuống cuồng lên đúng không thì nó gọi là panic stray stray ở dạng động từ thì nếu mà chúng ta stray into một cái con đường nào đó thì tức là mình đi lạc vào cái con đường đấy vậy thì trong văn cảnh này có nghĩa là một cái con chó đi lạc he raised his hand automatically and tried to make his hair lie flat harry giơ tay của mình lên một cách tự động Bất chợt đúng không? Tự động giơ tay lên và cố gắng vuốt vuốt cho cái mái tóc nó ép xuống. Vuốt cho cái mái tóc nó bằng phẳng xuống nha. Chúng ta đã có này. Uh, flat chính là tính từ phẳng Lie tức là nằm xuống đúng không Nằm cho nó phẳng Đấy nằm cho nó phẳng ừ. Bởi vì Harry không muốn bị nhận ra Không muốn bị nhận ra cái thân phận của mình ấy Đấy thế cho nên là À cố gắng che che đi cái vết sẹo You're fighting a losing battle there dear Ồ oh, cậu đang đánh một cái trận đánh Mà nó gọi là chắc chắn phần thua Nhà cậu đang tham gia một cái trận chiến Mà, mà phần thua nó là 90% rồi đúng không You're fighting a losing battle. Lose là thua này, a losing battle tức là một cái trận đánh mà kiểu chắc chắn là sẽ thua. Set his mirror in a wheezy voice. Cái hình bóng trong gương của cậu ấy nói trong một cái giọng nói nó hơi, um... đấy trong một cái giọng nói nó như kiểu cái tiếng gió, ấy đấy một cái giọng nói gió, tức là không nghe rõ đâu, chẳng qua là nó xào sạc thôi nha, một cái giọng nói xào sạc Bởi vì từ wheezy Đúng không? Từ wheeze, ý của nó có nghĩa là một thứ gì mà nó nó phi đi. Đấy nó bay đi nhá, nó gọi là lao về phía trước nó wheeze. Thì đấy chúng ta sẽ biết là wheezy chính là tính từ của nó. Đấy một cái giọng nói nó gọi là giọng giọng gió, đúng không? Một cái giọng gió. Nào, tiếp theo as the day slip by. wheezy, khò khè, nếu mà dịch ra là khò khè có được không nhỉ? Ờ uh. Nếu mà dịch ra là khò khè thì cũng được ấy. Ý của nó có nghĩa là kiểu gió đúng không? Gió. Giọng gió kiểu thế. Mình nên hình dung là chính. Hình dung là chính cho mình nhá, một cái giọng nói Ừ, ờ, thôi cứ hiểu là khò khè vậy Một cái giọng nó khò khè Còn nếu mà mình ở đây, mình gọi là giọng gió Một cái giọng gió Now as the day slip by Có nghĩa là khi mà những cái ngày đang, Những cái ngày tiếp theo, nó cứ thế nó trôi qua Harry started looking wherever he went, wherever he went for a sign of Ron uh, or Hermione. Khi mà những cái ngày tiếp theo nó cứ thế nó trôi qua, Harry bắt đầu nhìn bắt đầu nhìn khắp mọi nơi. Những cái nơi mà cậu đi đến để mà tìm kiếm một cái dấu hiệu của Ron hoặc là Hermione. Uhm? Giọng nói có cục đờm trong cổ, mấy kiểu kiểu thế. <laughs> uh, cái từ slip thì nó có nghĩa là trượt Đấy và lúc lúc này chúng ta nên hiểu là những cái ngày đúng không? Nó cứ thế nó cứ thế ngày ngày qua ngày nó cứ thế nó trôi rất là nhanh. À, kiểu thế từ slip by ở đây nó là vậy nhá. Um, sign, một dấu hiệu, đúng không? Những cái những cái, cái 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 gọi là ám hiệu, những cái dấu hiệu để mà biết được Ron hoặc là Hermione. Mình đọc nhanh từ này Hermione thôi nhá. Plenty of Hogwarts students were uh, students were arriving in Diagon Alley now. Rất nhiều những cái học sinh ở trường Hogwarts thì bây giờ đang đi đến cái con phố hẻm xéo tại thời điểm bây giờ. Đấy, tức là ở cái cái thời điểm này đúng không? Thì nó có rất là nhiều học sinh đến đấy mua đồ rồi. With the start of term so near. Với cái start of term, tức là cái, cái đầu kỳ ấy, thì bây giờ nó đã rất là gần. Đấy, cái đầu kỳ thì bây giờ nó đã đến đến gần rồi đúng không? Cái đầu kỳ của cái năm học mới ấy. Cái từ term ấy, Term nó là thuật ngữ. Nhưng mà trong văn cảnh này thì nó có nghĩa là cái kỳ học cái học kỳ, uh, Harry met Seamus Finnegan and Dean Thomas, his fellow Gryffindors in quality in quality Quidditch supplies. Nào, Harry gặp gỡ những anh chàng Dean Thomas và cái anh uh, Finnegan. những cái người cùng nhà Gryffindor với cậu ấy trong cái cửa hàng đó là đồ cung cấp cho Quidditch chất lượng, đồ cung cấp cho cái bộ môn Quidditch chất lượng. rồi uh. Fellow thì nó đi với một danh từ để mà ám chỉ rằng là đấy là những cái người cùng chí hướng hoặc là cùng ở trong một cái phạm vi nào đó thì nó gọi là fellow. Cộng với một danh từ nhá. Cùng chí hướng này, cùng trường, cùng nhà, đúng không? Hoặc là kiểu như là cùng uh, cùng một cái buồng. Đấy, khi mà chúng ta đi vào một cái, cái ký túc, cùng ký túc hay là cùng buồng ở tùy thì chúng ta đều có thể ghép cái từ fellow với một cái danh từ đi kèm. Đấy. Right. Rồi, Uh, where they two were ogling the fireboat? Nơi cái cửa hàng chổi, nơi mà những cái học sinh kia thì cũng đang trầm trồ nhìn chằm chằm vào cái tự cái chổi bay uh, fireboat. Này, right. nhìn chằm chằm vào cái chổi tia chớp lửa, tia chớp lửa. Cái từ og, ogle có chữ e đấy nhá. Thì uh, đấy chúng ta giống như kiểu nhìn chằm chằm mà cái mắt nó cái mắt nó đang giống kiểu lồi ra. Ấy. Đấy thì nó gọi là ogle. đấy nhớ ogle. Đấy, mình nhìn chằm chằm cái mắt của mình nó đang lồi ra thì nó gọi là ogle. He also ran into the real Nivel long bottom. Cậu ấy cũng bắt gặp canh chàng Nivel long bottom phiên bản thực sự. À, ý của nó có nghĩa là kiểu trước đây Harry đã từng giả vờ bản thân mình là Nivel, thế cho nên bây giờ gặp cái phiên bản nó gọi là chính hiệu đúng không? A round faced forgetful boy outside flourish and blot. Một cái cậu bé mặt tròn và hay đáng trí một cái cậu bé mặt tròn đáng trí đang đứng bên ngoài cái cửa hàng nó có tên là Flourish and Blots cái tiệm sách nhá đây là cái tiệm sách đó nào round thì đó là hình tròn này và đây là round face ừ, mặt tròn forgetful tức là hay quên ừ, cậu bé forgetful đấy là cái từ hay quên nhá hay quên đáng trí đó absent minded kiểu thế uh, Harry didn't stop the chat Harry không có dừng lại để mà tán gẫu với lại cái uh, cậu bạn Neville. Neville là to have mislaid his book list. Neville có vẻ là đã mua nhầm cái danh sách sách của mình. <laughs> Bởi vì thằng này nó thằng bé này rất là đáng trí, thế cho nên là nó không biết phải mua cái gì về cái gì đúng không? Thế cho nên là mislaid. Nào, mislaid thì ở đây nhá, tức là nó đánh mất hoặc là nó quên mất cái vị trí mà nó để cái danh sách sách nó ở đâu. Bởi vì chúng ta sẽ có từ mislaid đó, lay. Lay là cái từ nó gọi là đặt đấy Không biết quên mất là mình đã đặt cái danh sách này ở đâu. Đúng không? Nó giống cái từ misplaced. Nhé, nó giống cái từ misplaced. Đó, tức là mình không quên mất cái vị trí mình để cái book list để ở đâu rồi. Quên mất rồi nhá. And was being told of by his very uh, formidable looking grandmother. Và cái thằng bé Neville thì bây giờ nó đang bị chửi bởi cái người bà bởi chính cái người bà mà kiểu như có một cái dáng vẻ nó rất là bặm trợn. <laughs> nhìn bên ngoài cái người bà nó rất là đáng sợ. nhá, người bà bên ngoài cái dáng vẻ nhìn cái ngoại hình nó rất là đáng sợ bởi vì chúng ta có này. Đầu tiên, formidable. Mình nhìn cái thứ gì mà nó formidable ấy, tức là nó nó khiến cho chúng ta cảm thấy trầm trồ và có một cái vẻ đáng sợ một mà thậm chí là kiểu mình sợ cái thứ đấy. Nó rất là đáng gờm đúng rồi từ formidable đây là từ đáng gờm đấy đáng gờm nó rất là kiểu đáng nhìn nó nó, nó 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 to lớn quá đúng không đấy thì nó gọi là formidable tiếp theo cái đuôi looking thì tức là nó nói về cái ngoại hình bên ngoài của cái người bà đấy very tại sao lại có cái từ very ở đây À thực tế ra nó bổ nghĩa cho cái cái tính từ đằng sau ấy mà còn cái từ told off thì sao ý của nó có nghĩa là cái từ tell somebody off nó có nghĩa là kiểu chửi mắng một ai đó nhé Đấy theo somebody off thì đấy là chửi mắng người ta. Cái thằng Neville, thằng bé nó đang bị chửi bởi bà của đó. Harry hoped she never found out that he presented uh, that he pretended to be Neville while on the run from the Ministry of Magic. Harry hy vọng rằng là cái người bà sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng là Harry đã giả vờ là Neville khi mà cậu ta chạy trốn khỏi Bộ Pháp thuật. Mạnh hơn scold. Scold 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 là Scold thì thường là nó là mắng mỏ Ừ, không, nó bằng ý Đấy, Tell somebody off thì bằng với từ scold nhá, Mắng mỏ Đấy, rồi Nó còn bằng từ đó chew somebody out nữa cơ Đấy, nó bằng từ này này Từ chew Từ chew Nó có nghĩa là kiểu nuốt, đúng không? À, à sorry, nó, 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 nó là cắn Đấy, từ chew là cắn Vậy thì chew somebody out Nó cũng là chửi mắng một ai đó Đấy, rồi à, tiếp theo nhé Harry hy vọng rằng là cái người bà này đúng không sẽ không bao giờ found out, không bao giờ tìm ra, phát hiện ra rằng là cậu ấy đã pretend, pretend là giả vờ. Đấy, pretended to be evil while on the run. On the run có nghĩa là kiểu như là nó đang trong cái trạng thái di chuyển, chạy trốn, đúng không? Trong trạng thái nó gọi là đi lại, di chuyển, chạy trốn khỏi cái bộ pháp thuật. Ok, on the run. Uh, ừ, on the go, On the go, tức là mình đang đi đường, nha, mình đang trong trạng thái đi đường. On the go, right, on the go. Rồi đó là trạng thái đi đường. Mình vừa nghe nhạc, đúng không? Trong cái lúc mà mình vừa đi đường, tức là, à while, I, uh, while I'm on the go, uh, I would listen to some music. Đấy kiểu thế, mình có thể diễn đạt như vậy. Nào, Harry, work on the last day of, her, of the holidays. Harry tỉnh dậy vào cái ngày cuối cùng của cái kỳ nghỉ, thinking that he would at least meet Ron and Hermione tomorrow nghĩ rằng cậu ấy sẽ ít nhất gặp được Ron và con bé Hermie vào ngày mai. Uh, on the run đúng không? Hoặc là on the go tức là đang trạng ch thái đi đường. Nào sẽ nghĩ rằng ít nhất là sẽ gặp được Ron và cái con bé Hermie vào ngày mai. Mình đọc tắt là Hermie thôi nhé. Yeah. On the Hogwarts Express trên cái tuyến trên cái chuyến tàu tốc hành Hogwarts. He got up, dressed, went for a last look at the Uh, went for a last look at the fireboat and was just wondering where he had lunch. Cậu ta tỉnh dậy này, uh, lên đồ, nó gọi là kiểu mặc đồ vào đúng không? Và sau đó thì đi đến cái cửa hàng để mà có một cái nhìn cuối cùng và cái chổi tia tia chớp lửa, Đấy, nhìn cái chổi một cái lần cuối, Đấy, nhìn cái chổi một lần cuối và tự hỏi mình xem là nơi nào cậu ấy nên ăn trưa vào hôm nay. Yeah, nên gọi là ăn trưa hôm nay vào nơi nào đúng không? Ở nơi nào. Nào chúng ta sẽ có từ wonder nhá, yeah. đó là kiểu tự hỏi, tự suy nghĩ xem là à nơi nào cậu ấy nên ăn trưa vào ngày hôm nay. When someone yelled his name and he turned. Khi mà khi mà cậu ấy đang wondering nhá, yeah, khi mà cậu ấy đang kiểu tự hỏi như thế thì lúc đó này có một ai đó hét lên cái tên của cậu ấy và cậu ấy quay lại. Cái từ yell nó có nghĩa là hét lên. Harry ơi, Harry. They were They were there, both of them, uh, sitting outside Florian Foster Q's ice cream parlor. Đấy, họ kia rồi. Cả hai cái người bạn thân của mình á, đấy, họ kia rồi đúng không? Cả hai bọn họ thì đang ngồi bên ngoài cái cửa tiệm kem. Cái tiệm kem nó có tên là Florian Foster Q. Mm. Now sitting outside tức là ngồi bên ngoài cái tiệm, cái, cái, cái tiệm kem đấy. Từ sao có khác thì từ gel không nha uh từ shall có khác gì từ yell không à hai từ đấy khá là giống nhau ờ nó khá là giống nhau đấy giống giống nhau ừ. đều có thể đi với từ at nhá shall at somebody hoặc là yell at somebody thì tức là à mình la hét vào mặt một ai đó đấy nó đi từ at à, tiếp theo này từ parlor thì nó có nghĩa là một cái cửa tiệm hoặc là một cái buồng đây một cái gian nhá một cái gian nhỏ thường là bán kem hay là kiểu làm làm mi Uh, làm uh, móng tay móng chân gì đấy thì nó gọi là poler. Ừ. Tiếp theo, Ron looking incredibly freckly. Freckly uh, Ron ấy nhìn nó gọi là vô cùng là nhiều tàn nhang. Bởi vì cái từ freckle thì chúng ta sẽ có đây là tàn nhang và freckly đúng không? Nhìn nó kiểu như mặt nó đỏ ửng lên, nó có rất là nhiều tàn nhang. Rồi uh, incredibly thì nó gọi là để nhấn mạnh nhưng mà vô cùng nha. Nhìn nó nhiều tàn nhang vô cùng. Hermione was brown. Uh, very brown, both waving frantic, frantically at him Hermione thì nhìn nó uh, khá là kiểu nâu đúng không Brown, bởi vì con bé đấy là con bé tóc nâu mà Tóc nó màu nâu ấy. Và cả hai bọn họ thì đang vẫy một cách nó vô cùng là cuồng nhiệt về phía của Harry Đấy, vẫy một cách uh, hồ hởi nhá Về phía của Harry Từ wave Danh từ nó có chữ e nữa thì nó gọi là cái cơn sóng Nhưng ở dạng động từ thì tức là mình vẫy vẫy Frantically frantic nó có hai ý nghĩa một đó là mình cuồng nhiệt hai đó là mình đang hoảng loạn mình đang uh, vội vã thì đấy nó gọi là frantic nó có hai trạng thái nha không sao lại sao với lại tell off không sao là mình la hét thôi còn tell off thì nó có nghĩa là kiểu như là chửi mắng rồi nhá thì đấy uh, hai cái đấy nó khác nhau cái kia nó có nghĩa nó gọi là tục tục hơn một tí chửi còn sao là hét đúng không hét lên Tiếp theo này uh, Vẫy một cách rất là cuồng nhiệt về phía của Harry Finally, uh, said Ron grinning at Harry as he sat down Cuối cùng thì cũng gặp được cậu Ron nói như thế, cười dạng dỡ về phía của Harry khi mà cậu ấy ngồi xuống The grin, the grin Cười dạng dỡ kiểu như có cái uh, kim tuyến đúng không? Nó toát ra từ răng Đấy thì nó gọi là grin nha yeah, grin We went to the Licky Cauldron, but they said you left. Chúng tớ đã đến cái quán cái vạc lủng, nhưng mà họ nói rằng là cậu đã rời đi rồi, right, you left. Cái từ này đấy là quá khứ phân từ của từ leave mà từ leave nhá, cười. Uh, uh, từ leave nó là bỏ đi, rời đi. And we went to Flourish and Blot and Madame Malkin's and uh... nói chung là chúng tôi đã đi rất là nhiều cửa tiệm để mà tìm cậu rồi. I got all my school stuff last week. Tớ đã mua được tất cả những cái đồ ở trường vào tuần vào tuần trước rồi. Tớ mua hết rồi, đúng không? Tớ mua hết rồi. Harry explained And how come you know I'm staying at the Leaky Cauldron? Và làm thế nào mà các cậu lại biết được Rằng là tớ đang ở cái quán cái vặt lùng vậy Explain là giải thích này Stuff thì nó có nghĩa là đồ đạc Đúng không? Những cái đồ linh tinh, lặt vặt Rồi, how come Thế nào mà Nhắc đấy, có thể dịch đại, dịch đại khái ra Thì nó có nghĩa là thế nào mà Dad said Ron simply Bố tớ nói ấy, Ron nói một cái cách nó vô cùng là Hiển nhiên Nói một cách đơn giản đúng không? Bố Bố nói, Mr. Weasley, who worked at the Ministry of Magic, would of course have heard the whole story of, what happened, what had happened to Aunt Marge. Cái ông Weasley, người làm ở bộ pháp thuật này, chắc chắn rồi, ông đã nghe về những cái chuyện, toàn bộ cái câu chuyện về cái điều xảy ra với là cái bà gì Marge của Harry. Harry đã tội gọi là thổi phồng bá lên. Đúng không? Khiến cho bà gọi là tặng, căng phòng lên. Stuff khác gì với belonging. Belonging nó chỉ gọi là tư trang cá nhân thôi Còn stuff thì nói chung là đồ đạc Đồ ngẫu nhiên nhá. Còn cái belonging nó là tư trang cá nhân Thuộc về cá nhân sở hữu của mình ừ. Ngoài ra thì từ stuff thì nó còn có nghĩa là kiểu như Nhiều chuyện đúng không? Những cái việc xảy ra Đây nói chung là nó bằng từ thing thôi đấy. Ờ, còn cái từ belonging thì nó chỉ có ám chỉ đồ vật Tiếp theo Người làm ở cái bộ pháp thuật nhé thì uh, tất nhiên rồi là đã nghe về cái whole story Toàn bộ cái câu chuyện về thứ đã xảy ra với lại bà dì Marge Did you really blow up your aunt, Harry? Thật sự là cậu đã thổi phồng cái bà gì à, Harry? Uh, blow up <laughs> Blow up Blow là kiểu thổi đúng không? Ý của nó là thế. set her me in a very serious voice Harry nói cho trong... À, cái con bé Hermione Nó nói trong một cái giọng nó rất là nghiêm túc Vô cùng là nghiêm trọng cậu đã làm thế thật á à? i didn't mean to tôi không hề có ý như vậy đâu said harry while ron roared laughter trong khi ron thì kiểu cười một cách nó gọi là điên dại phá lên cười đúng không đấy phá lên cười cái từ roar là cái con hổ mà nó gầm lên ấy. đấy này nó gầm lên vậy thì bây giờ tức là ron kiểu phá lên cười nhá i just lost i just i just lost control tôi mất uh, bình tĩnh đúng không tôi mất đi cái sự kiểm soát bản thân It's not funny, Ron. Không có buồn cười đâu, Ron này. Set Hermione sharply. Con bé Hermione đúng không? Con bé Hermione only á, nó nói một cái giọng nó gọi là kiểu một cái giọng mà kiểu như nó nó là làm sao nhỉ? Sharp thì bình thường nó có nghĩa là kiểu sắc nhọn. Đấy vậy thì đây nó nói một cách cái giọng nó rất là kiểu sắc xảo đúng không? Đấy, một cái giọng mà nó kiểu như là đang 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 lên mặt đấy. đấy honestly, I'm amazed Harry wasn't expelled. Nói thật đấy là tớ khá là ngạc nhiên là Harry không bị buổi, không bị đuổi học đấy. Cái gì? <laughs> ừ. Nói một cách nghiêm nghị đúng không? Nói một cách nghiêm nghị, nói thật đấy. Thật lòng mà nói mà tớ tớ hơi ngạc nhiên là Harry không có bị đuổi học, không có bị expelled, bị trục xuất. Amazed thì đấy, tức là kiểu mình ngỡ ngàng đúng không? So am I, admitted Harry. Ừ, tớ cũng thế, tớ cũng không hiểu vì sao tớ vẫn gọi là ở trong trường đúng không? Harry thừa nhận vậy. từ admit thì nó có nghĩa thừa nhận này. Forget expelled, I thought I was going to be arrested. Quên cái chuyện bị đuổi học đi, tớ tớ nghĩ tớ còn bị tớ có thể bị bị bắt giữ ấy chứ. Đúng không? Bị bị gọi là bị tống vào ngục ấy chứ. Đấy, forget expelled, quên cái việc bị trục xuất, bị đuổi học đi, tớ đã nghĩ tớ phải bị arrested, Đấy, bị bắt giữ rồi. He looked at Ron, your dad doesn't know why Fudge let me off, does he? À, cậu ấy nhìn về phía của Ron, bố cậu không biết rằng là tại sao ông bộ bộ trưởng Fudge lại thả tớ đi. Có đúng không? À, ý của nó có nghĩa là ông ấy, ông ấy có biết không? À, ông ấy có biết là vì sao ông bộ trưởng lại let me off hay không? Probably because it's you, isn't it? Có lẽ đấy là, uh, chẳng qua đây là cậu thôi, có phải không? À, tức là, bởi vì đây là Harry, Harry có một cái danh tiếng... Uh, expel đúng rồi, expel là trục xuất luôn á. Còn suspend nó đình chỉ thôi, nó là treo. Ex uh, suspend nó là treo, nhá treo tức là án treo, tức là à mình vẫn có có một cái giai đoạn thử thách. Đúng không thì nó gọi là án treo, đấy. Right? Uh, suspend nhá, nó là như thế. Now probably probably uh, cause it's you, isn't it? Có lẽ bởi vì cậu là Harry Potter, thế cho nên cậu được thả. Có đúng không? Uh, Shrek Ron, Shrek Shrek Ron cái từ cái từ shrug ở đây ấy, nó có nghĩa là kiểu nhún vai. Ron kiểu nhún vai, uh, still chuckling. Vẫn đang cười một cách nó rất là khả, sảng khoái. Cái từ chuckle nhá, hôm qua mình có giải thích có nghĩa là cười một cách nó khà 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 sảng khoái đúng không? Famous Harry Potter and all that. Bởi vì cậu là Harry Potter nổi tiếng và những cái điều liên quan những cái giai thoại về cậu mà. I hate to see what the ministry do to me if I blew up my aunt. Tớ thực sự không muốn không muốn không muốn xem xem là cái điều gì mà bộ pháp thuật sẽ làm với tớ nếu như mà tớ thổi phồng cái bà gì của mình lên đó cái câu này đây là một cái trạng thái giả định thế cho nên là cái động từ nó phải chia ở dạng quá khứ đơn đó blew up Đấy nó là blew up uh, an on đúng không một cái bà gì tớ tớ thực sự gọi là hết to see tớ tớ, tớ 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 ghét phải xem xem là cái điều gì nó sẽ xảy ra với tớ nếu như mà tớ thổi phồng cái bà gì của tớ này mind you Đấy, excuse me. Cái từ mind you ở đây là à. Mind you nhá, từ mind you. Ý của nó có nghĩa là kiểu như bằng cái từ excuse me thôi. Đấy, tức là à, đang định nói một cái điều gì khiếm nhẽ đúng không? Thế cho nên là mind you. They'd have to dig me up first because mom would have killed me. Phiền cậu, họ, những cái người ở bộ pháp thuật đúng không? Chắc chắn là sẽ phải đào tớ lên bởi vì mẹ tớ sẽ giết tớ đầu tiên. <laughs> mẹ tớ sẽ giết tớ chứ không phải là kiểu bộ pháp thuật đâu cái từ đích go digger đúng không uh, đào mỏ thì đây chúng ta sẽ biết là đích chính là cái từ dig nhá không phải là dig hai đứa khác nhau đấy dig nó sẽ có chữ g ấy đấy ý của nó có nghĩa là đào lên đào lên bởi vì mẹ tớ này would have killed me sẽ giết tớ thôi uh, anyway you can ask that yourself uh, this evening dù sao dù sao thì ấy, cậu có thể hỏi bố tớ uh, buổi tối nay đấy chính cậu có thể hỏi bố tớ đúng không và buổi tối nay we're staying at the leaky cauldron tonight chúng tớ tất cả mọi người sẽ ở lại cái quán cái vạc lủng vào tối nay too mm. <laughs> nào tiếp theo này tất cả mọi người sẽ ở lại cái quán cái vạc lủng tối nay Đấy, cũng ở lại đúng không? Có từ to đây này. So you can come to King uh, to King's Cross with us tomorrow. Hermes there as well. Thế cho nên cậu có thể đến cái ga nhà vua với lại tất cả mọi người vào ngày mai. Con bé Hermione thì nó cũng sẽ ở đó. Cũng sẽ ở đó bởi vì có từ as well. Đấy, cũng sẽ ở đó thôi. Uh, Hermione nodded beaming. Con bé Hermione này thì nó gật đầu và nó cũng cười dạng dỡ nó nhe răng ra nó cười. Từ beam nhá từ beam đó là cái ánh sáng mà nó phản quang nhưng ở dạng động từ thì nó có nghĩa là nụ cười tươi đúng không ý của nó cười tươi từ nod gật đầu mom and dad dropped me off this morning with all my Hogwarts things bố mẹ tớ đã thả tớ ở đây và buổi sáng nay với tất cả những cái đồ ở trường Đấy, Hogwarts things things đúng không đồ đạc tất cả những cái đồ ở trường này drop somebody off thì đấy mình chở ai đó đến đâu xong rồi mình thả người ta ở lại đó nhá thì nó gọi là drop somebody off không, cái phần 2 mới là cái phần cái phần uh, uh, cái phần uh, xe bay. Còn cái phần 3 uh, thì đó cái phần gọi là tù ngục Azkaban. Đấy, right. cái từ cross này thực tế ra nhá đó là cái nút giao. Cái nút giao hai con đường nó nó giao nhau ấy. Đấy nhưng mà bởi vì trong trong chuyện nguyên tác của nó nó dịch đó là ga nhà vua. Thế cho nên mình cứ mượn cái từ ga thôi. Chứ còn thực tế cái từ cross nó có là cái nút giao. Nhá, cái nút giao là cái nút giao hai con đường nó giao với nhau. Excellent, said Harry happily. Tuyệt vời, Harry nói một cách hạnh phúc. So have you all? Have you got all your new books and stuff? Rồi vậy thì cậu đã mua tất cả những cái đồ, những cái cuốn sách mới và những cái đồ đạc cần thiết đúng không? Look at this, said Ron, pulling a long thin box out of a bag and opening it. Nhìn này, nhìn về cái thứ này này. Ron nói, lấy ra một cái hộp, một cái hộp mỏng và rất là dài khỏi một cái khỏi cái túi của cậu ấy và sau đó thì mở cái hộp để ra brand new one tớ có một cái đũa thần mới tinh Ê, chúng ta sẽ có nha nào out of the bag cái túi đúng không cái túi của cậu ấy hoặc là cái cặp sách của cậu ấy này và sau đó thì mở cái hộp để ra và đấy là một cái đũa thần mới tinh brand new thì đấy là một cái từ nhá nó ghép vào thì nó có nghĩa là kiểu mới tinh vừa mới mua đó cái bùng binh <laughs> à, được có thể hiểu là cái bùng binh cũng được Đấy, hoặc như nút dao, cái nút dao. Nào tiếp theo, 14 inches, có 14 inch đúng không? Tức là cái đũa thần này nó nó tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 25 cm. Không không không, 28 cm. Đấy, 4, 14 inches. Rồi, 28 cm này. Willow bằng gỗ liễu containing one unicorn tail hair. Cái đũa thần đấy thì nó chứa một cái lông đuôi của cái con uh... Cái con ngựa có sừng thì nó gọi là cái gì trong tiếng Việt đấy nhỉ? Cái con ngựa có sừng bằng mã à? Mọi người cái con ngựa có sừng thì nó nó gọi là cái gì? Willow nhá, Willow thì đó là gỗ liễu Contain thì nó là chứa và đây là mệnh đề quan hệ của cái đũa thần Đúng không? Tức là à cái đũa đấy nó chứa Tail thì đó là cái đuôi, hair thì đó là cái lông, lông đuôi, tail hair Kỳ lân, ờ đúng rồi, kỳ lân Đúng rồi, kỳ lân, Đấy, vậy thì đấy là unicorn tail hair cái con ngựa có sừng đó. rồi and and we've got all the books và chúng tớ đã có tất cả những cái cuốn sách mà chúng tớ cần đúng không chúng tớ đã có tất cả những cái cuốn sách đấy rồi we've got all the books he pointed at a large bag under his chair cậu ta chỉ vào một cái túi rất là lớn phía dưới ghế của mình cái từ point nó có nghĩa là chỉ điểm nhá chỉ điểm đấy. ngựa có sừng là ngựa một sừng <laughs> không cái, thực tế cái con kỳ lân thì nó chỉ có một sừng thôi mà Mọi, à. À, đau quá vừa <laughs> vừa nhói lên cái đã vấp chân tiếp tục nhá what about those monster books vậy thì những cái cuốn sách quái vật đấy thì sao ở à? mm. the system nearly cried when they when we said we uh, wanted to ngựa là polly Polly là cái con ngựa nó gọi là ngựa con thôi nhá ngựa con ngựa 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 cái con ngựa mà nó kiểu nó chưa trưởng thành ấy thì đấy nào cái người trợ lý của cái cửa hàng sách này gần như là khóc thét khi mà uh, bọn tớ nói rằng là bọn tớ muốn hai cái cuốn sách quái vật bởi vì bắt cái bọn này đúng không bắt những cái cuốn sách đấy trong lồng này nó rất là khó nó cắn đấy đúng không nó cắn nào cái cái thằng trợ cái thằng trợ lý nó gần như là nó khóc thét nó khóc thét khi mà nó phải lấy hai cuốn sách What's all that, Hermione? Uh, tất cả những thứ gì Tất cả những cái đó là cái gì đấy, Hermione? Chính xác ra technically nó là Hermione đúng không? Harry asked, pointing at not one but three bulging bags in the next chair, in the chair next to her. Chỉ vào không phải là một mà tận ba những cái túi rất là cồng cành trong cái ghế bên cạnh con bé Hermione. Uh, cái từ bulge Yeah, một thứ gì mà nó có chữ e cái, cái, cái chữ bầu của nó ấy, tức là à nó lồi ra nó cộm lên đấy vậy thì lúc này chúng ta thấy rằng đây là cái túi ba cái túi mà nó kiểu rất là to rất là cồng cành well I'm taking more new subjects than you on I right. uh, tớ tớ đăng ký nhiều môn học hơn là cậu có phải không tại sao lại có câu hỏi đuôi ở đây ý của nó ấy có nghĩa là nó đang nhấn mạnh cái tính cách của nó đang nhấn mạnh cái tính cách của cái con bé này Hiển nhiên rồi, đúng không? Hiển nhiên rồi, tớ có đăng ký nhiều môn hơn các cậu mà. Those are my books for orthomancy, care of magical creatures, uh, divination, study of ancient runes, muggle studies. Đó là những cái cuốn sách dành cho cái bộ môn orthomancy thì mình không rõ ràng nó cái gì. Có vẻ là... Đoán nhé. Ờ uh, không đoán được. Men <laughs> uh, mình mình dựa vào cái đầu cái đầu với lại cái đuôi của nó ấy, để mà xem đoán được cái gì không nhưng mà không không ra được cái gì mọi người ạ cái này care of magical creatures đó là chăm sóc chăm sóc sinh vật huyền bí chiêm tinh học này ấy, nghiên cứu những cái cổ ngữ này rồi là nghiên cứu về con người người không biết pháp thuật đấy bởi vì studies chính là các cái nghiên cứu mà và đây là rune nhá có nghĩa là các cái thuật ngữ các cái cổ ngữ Ai chơi game thì chắc là biết cái uh, thứ này nó gọi là cho mình một cái quyền năng bất chợt đúng không? Tự nhiên mình ăn vào thì mình sẽ có quyền năng và action thì đó là kiểu cổ xưa những cái thứ mà nó thuộc về thời trước đấy. Vậy thì lại là cổ ngữ rồi. What are you doing, Muggle Studies for? Tại sao cậu lại đăng ký? Cậu lại học cái môn nghiên cứu uh, người không có pháp thuật vậy? Said Ron rolling his eyes at Harry. Mm. Uh, Ron nói Cậu học cái môn này làm gì Đấy và kiểu như đảo mắt nhìn về phía của Harry Nào cái từ roll his eyes Ở đây nhá thì mọi người phải hiểu này Khi mà chúng ta nhìn Chúng ta kiểu chán quá không muốn nói Thì đấy mắt của chúng ta sẽ đảo Từ bên này sang bên kia đấy nhá, Ví dụ đây là hai con mắt này Đúng không thì đấy cái mắt Con còn người đây nhá nó sẽ đi từ bên này Sang bên này Đấy ám chỉ cái trạng thái thôi Chán chẳng muốn nói chán không muốn nói nữa rồi đúng không đấy thì nó gọi là rolling his eyes chứ không phải thằng này nó gọi là trợn tròn mắt lên đâu nhá chứ chúng ta phải hiểu là như thế nó đảo mắt đó ý của nó có nghĩa là kiểu chán không muốn nói nữa rồi đó, mắt nó đảo lên trên you're your muggle born cái gì cậu học cái môn đấy làm gì cậu sinh ra từ thế giới không có pháp thuật mà uh, your mom and dad are muggles bố mẹ của cậu là những người không có pháp thuật you already know all about muggles cậu đã biết tất cả những thứ gì cần biết về cái thế giới muggle rồi đó học làm gì đúng không but um, it be fascinating to study them from the wizarding point of view nhưng uh, cái câu chuyện ở đây nó sẽ rất là lôi cuốn nó sẽ rất là thú vị khi mà nghiên cứu về Muggles từ cái góc nhìn của phù thủy đấy nó nói như thế nó nói nhưng mà đây đây là từ góc nhìn của phù thủy thế cho nên nó rất là cuốn cái từ fascinating hôm qua mình có nói rồi nó coi là lôi cuốn thú vị đúng không khiến cho chúng ta tò mò thì nó gọi là fascinating đấy right. Now wizarding point of view point of view từ cái quan điểm từ cái góc nhìn đây và đây là góc nhìn phù thủy uh, set Hermione earnestly con bé Hermione con bé Hermione nó nói một cách nó gọi là uh, nó một cách mang tính chất là nghiêm túc đấy bởi vì từ earnest tức là à nó vô cùng là kiểu như là hệ trọng, thể thận trọng và nó nghiêm túc ấy. thì này nó là gọi là earnest, earnest, right? earnest được chưa? thận trọng, nghiêm túc thì nó gọi là earnest rồi. có hai có hai sắc thái đi nhá, nó phải có cái sự thận trọng ở đây nữa cơ. Are you planning to eat or sleep at all this year, Hermione? Uh, Hermione her đúng không? cậu có cậu có kế hoạch sẽ ăn và ngủ vào cái năm nay không đây? <laughs> định học hết thời gian đúng không? chẳng có eat or sleep đây are you planning to ý của nó có nghĩa là cậu có cậu có định cậu có định ăn với ngủ vào năm nay không đấy Hermione asked Harry while Ron sniggered Harry hỏi trong khi Ron thì đang cười khúc khích cái từ snigger nhá snigger à, thì nó cười khúc khích này Hermione ignored them con bé Hermie thì nó kiểu như là làm ngơ đúng không? kiểu như bơ bọn này đi I've still got 10 galleons tớ vẫn còn 10 đồng vàng she said checking her purse. Con bé vẫn còn 10 đồng vàng và nó nói như thế và nó check, nó kiểm tra cái túi tiền của nó. Cái purse có thể dịch ra trong tiếng Việt là cái bóp cái bóp đựng tiền. It's my birthday in September and mom and dad gave me some money to get myself an early birthday present. Uh, đó là cái ngày sinh nhật của tớ vào tháng 9, xử nữ. <laughs> tháng 9 xử nữ. Uh, và bố mẹ tớ cho tớ một vài chút tiền Cho tớ một chút tiền Để mà có thể mua một cái món quà Giáng sinh sớm Đấy, cho tớ tiền để mà mua Giáng sinh sớm Đúng không? Tức là à, ba, bây giờ chưa đến tháng 9 đâu Đấy, nhưng mà đã cho tiền để mà mua mua quà rồi uh, An early birthday present How about a nice book? Uh, thế thì uh, mua một cái cuốn sách thì làm sao nhỉ? Đấy, mua quà làm gì? Mua sách đi, đúng không? Ý của, ý của Ron nói như thế Set Ron innocently Innocent là ngây thơ Đấy, Ron đang trêu nhé Ron đang kiểu giả vờ rằng là à, Thôi, mua sách đi đấy, một cái cuốn sách Một cái cuốn sách thì làm sao? Đúng không? Ý của nó là như vậy Quà sinh nhật Quà sinh nhật đấy So, uh, no, I don't think so Said Hermie composedly Composedly Không, tớ không nghĩ là tớ sẽ mua sách đâu Con bé Hermie nó nói một cách nó gọi là điềm tĩnh Composedly Nha, Nó sẽ đọc là composedly Bởi vì này, composed đó, composed thì nó coi là một cái trạng thái nó gọi là à mình điềm tĩnh tính từ đấy. Và đây là à đang chuyển sang trạng từ đúng không? Composedly nhá. I really want an owl. Không, tôi thực sự muốn một cái con cú. I mean Harry's got Hedwig and you've got arrow. Ý tớ là Harry thì có Hedwig này, cậu thì có cái con arrow này, tớ thì chả có cái con gì. No, I haven't, said Ron. Không, tớ có đâu. Arrow is a family owl. Arrow là cái con cú là cái con cú của gia đình. All I've got uh, is Scrappers. Tất cả những thứ gì mà tớ có ấy thì nó có nghĩa là chỉ là một cái con chuột nó tên là Scrappers thôi. He pulled his pet rat. He pulled his pet rat out of his pocket. Cậu ta lấy cái con chuột thú cưng ra khỏi túi của mình. And I want to get him checked over. Và tớ muốn cho nó đi khám đây này. <laughs> con chuột. Con chuột nó có vấn đề rồi đúng không? Muốn cho đi khám rồi. Uh, cái gì? I've got với lại nó khác ở chỗ ấy. I've got coi như là kiểu nó nhấn mạnh vào cái trạng thái sở hữu. Tức là đấy là của tớ. Đó. Còn nếu mà mình mình bảo là my family has thì tức là à nó có nó tính theo trạng thái là family. Nhưng mà nếu mà nó có từ got ở đây là à, bản thân tôi sở hữu cái đấy đúng không? I've got. Đấy rồi. Tiếp theo And I want to get him checked over. Tớ muốn cho nó đi kiểm tra đây này. Đấy, đi 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 xem xem là nó có bệnh gì không đúng không? Ở đây nhá, từ get him check over, get tức là đem cái con chuột đấy đi. Nhưng mà có cái trạng thái bị động cái V3 ở đấy bởi vì đấy cái người bác sĩ thú y sẽ check chứ không phải là bản thân bản, bản bản thân mình check. Thế cho nên nó mới gọi là get something cộng với lại V3. À, cấu trúc này nó hơi nó hơi khó. Cái trang á, trang 48 này. Trang 48 chứ cuốn uh, sách nó đang ở trang 48 nhé yeah. rồi tiếp theo he added placing scrappers on the table in front of them I don't think Egypt agreed with him uh, Ron nói thêm này và đặt cái con chuột scrapper cái con chuột scrappers trên bàn phía trước hai cái người bạn của mình tớ không nghĩ rằng là cái môi trường ở Ai Cập thì nó 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 đồng tình với lại cái con chuột này tức là nó phù hợp với lại cái con chuột nhớ nhá tớ không nghĩ rằng là cái môi trường, cái khí hậu ở Ai Cập nó phù hợp với lại cái con chuột. Bởi vì chúng ta thấy rằng là Ron ấy vừa mới đi du lịch từ Ai Cập về, Ê, đem theo cái con chuột đó. Thế cho nên là bây giờ cảm giác là cái con chuột đấy nó đang bị bệnh rồi, đúng không? OK. Mm. Tiếp theo nhá Scrappers was looking, uh, Scrappers was looking thinner than usual, and there was a def, uh, there was a definite droop. To his whiskers, thì uh, cái con chuột squabbers nó nhìn gầy hơn mọi khi, uh, looking thinner than usual. And there was a definite droop. Cái từ droop ở đây này, droop nhá. Bình thường một thứ gì mà nó kiểu như là nó nhỏ xuống ấy, nước mũi chẳng hạn đi, <laughs> hoặc là nước miếng ấy, thì nó droop tức là à nó dần dần nó ngả xuống, nó nhỏ xuống thì đấy nó gọi là droop. Nhưng mà ở đây bởi vì nó đi với từ whiskers là cái DMF ấy thì ý của nó có nghĩa là cái mép nó không còn cong lên nữa mà nó đang trúng xuống. Đó, cái mép nha cái whiskers chính là cái mép Cái con chuột này, cái mép của nó đã trúng xuống rồi. There's a magical creature shop just over there. Có một cái cửa hàng sinh vật huyền bí ở kia kìa. Just over there đúng không? Chỉ gọi là một vài bước ở phía kia thôi, ở cái góc phố kia thôi. Đó. Set Harry who knew Diagon Alley very well by now. Harry nói thế, và Harry lúc này thì biết cái con phố hẻm xéo như là cái lòng bàn tay của mình rồi. Biết rất rõ, đúng không? Đấy. Know cái này very well by now. By now thì nó có nghĩa là tới thời điểm bây giờ. nhá Ý của nó có nghĩa là kiểu biết, biết rõ rồi. Bởi vì ở đây phải đến mấy tuần rồi, đúng không? Ở đây phải đến 3 tuần rồi, thế cho nên biết rõ lắm. À, bởi vì trong cái ngôn ngữ đúng không thì chúng ta thường có nói rằng là biết rõ như lòng bàn tay à, vậy thì trong tiếng anh nó cũng có một cái cụm đấy đấy đó là know something like uh, the back of my palm nha my palm thì nó có nghĩa là cái lòng bàn tay rồi đúng không ý của nó là the back of my palm Được rồi uh, the back of my palm Được rồi ý của nó nhá là như vậy đây là cái thành ngữ trong tiếng anh ấy. biết rõ như là bàn tay Uh, you can you can see if they have got anything for scrappers. Cậu có thể xem xem là liệu họ có cái uh, thứ gì dành cho cái con chuột này không? nhá yeah. You can see if, ở đây không phải là nếu đâu. Tức là à liệu. Cậu có thể xem xem là liệu họ có cái gì để mà chữa trị cho scrappers hay không? And Hermie, you can get an owl. Và Hermie này, cậu có thể mua một cái con cú. Hermione, mình đọc tắt là Hermione. So they pay for the ice creams and cross the street to the magical manager. À, vì thế cho nên này, họ chi họ trả tiền cho cái phần kem của mình và sau đó thì băng qua đường. Cái từ cross nha, nó có nghĩa là kiểu như hai thứ nó cắt dao, nó cắt dao với nhau. Đấy, ở dạng động từ như thế này tức là à băng qua, đi qua đường. Đến cái cửa hàng nó có tên là chăm sóc Uh, Managery thì mình đoán rằng là đấy là cái cửa hàng nó gọi là pet shop nha cái pet shop là cái pet shop rồi cái cửa hàng thú cưng check lại xem nó đúng không à nó gọi là CD farm à, hoặc là farm park đúng không uh, bầy thú mi mi menagerie. Menagerie. nó đọc là minagery rồi. rồi nhưng mà từ này thì bình thường chả ai dùng đâu đấy, cứ đọc là pet shop thế là xong there wasn't much room inside không có nhiều khoảng trống, không có nhiều gọi là không gian ở bên trong cái cửa hàng đấy. Cái từ room nó không phải là phòng, trong văn cảnh này nó không phải là căn phòng nha, nó có nghĩa là cái khoảng trống, nó bằng từ space. Đấy, không có nhiều khoảng trống bên trong. Every inch of the wall, uh, every inch of wall was hidden by cages. Bất cứ một cái inch nào trên cái bức tường thì nó được che lấp đi bởi những cái lồng thú, những cái lồng thú cưng. Cứ... Rồi. Nào, Tức là cái bức tường đúng không? Nó treo đầy những cái lồng thú cưng không còn khoảng trống ở trên đấy nữa. It was smelly and very noisy because of the occupants of the... It was smelly and very noisy because of the occupants. Because the occupants of these cages were all squeaking, squawking, jabbering or hissing. Now, cái, cái mùi thì nó kinh lắm. Đấy, it was smelly. Cái mùi ở trong cái cửa hàng này nó rất là tởm là cái từ smelly nha nó là hôi thối đấy nó là hôi thối nó là tẩm lợn đúng không thường nói về mùi và bên trong cái không gian của cái cửa hàng thì nó rất là ồn ào bởi vì ấy, những cái người những cái thứ ở trong những cái lồng đó cái từ occupy có chữ y dài nữa thì đó là chiếm và occupants có nghĩa là cái nằm bên trong cái thứ ở bên trong đó cái thứ ở bên trong nha, occupants đúng không những cái thứ nằm ở bên trong này những cái lồng đó thì nó đang gọi là squeaking, nó đang ré lên. Cái con lợn nó bị chọc tiết đó thì nó gọi là squeak. Squawk thì sao? Squawk thì ở đây thì nó tương tự như vậy thôi. Nó quang quác lên này. Quạc quác. Đó, nó quát lên. Jabbering. Jabber. 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 Mọi người biết cái uh, cái con ong bắp cày không? Đấy khi mà nó chích nhá thì tức là à nó đang jab. Đấy nó đang jab. Vậy thì cái tiếng, cái tiếng của nó ấy, thì đấy nó gọi là Jabber Đúng không? Một cái tiếng mà nó kêu vụt một cái Đấy thì nó gọi là Jabber Đấy, right. ý của nó coi như là những cái con này này Những cái con này thì nó đang kiểu như là uh, Nó đang phát ra những cái tiếng kêu mà nó kiểu Nó có một cái biên độ rất là nhanh đúng không? Nó phụt một cái, nó phụt một cái thì nó gọi là Jabber Còn sinh thì có con rắn Đó thì nó gọi là Hiss Nha, con rắn thì nó gọi là Hiss Nói chung là đây là tất tần tật những tiếng kêu của những chúng của những cái con đấy. The witch behind the counter was already advising a wizard on the care of double-ended uh, nuts. Cái người phù thủy phía sau cái quầy tính tiền thì đang đang nó gọi là đưa ra lời khuyên cho một cái phù thủy về là về cái việc chăm sóc một cái con nuts mà nó có hai đầu. Nào chúng ta sẽ có này, witch là phù thủy, đó là cái giới tính nữ. Counter thì đó là cái quầy tính tiền Advise thì nó có nghĩa là kiểu khuyên bảo Advise thì nó là lời khuyên Nhá, Nhưng mà advise thì nó có nghĩa là lời khuyên bảo Cái sự khác nhau Đấy, cái sự khác nhau của nó Một cái là có chữ CE Một cái là có chữ SE Đấy, right, Vậy thì đấy nhá, SE thì nó sẽ là động từ Rồi Đang đưa ra lời khuyên cho một cái phù thủy Và đấy là khuyên về cái gì này Về the care Về cái việc chăm sóc n thì nó là một đầu á, cái đầu bên này với đầu bên kia với double ended, coi là hai đầu. Nuts thì nó là cái gì nhỉ? Nuts mình nhớ không nhầm nó là nuts. Nuts. Quên mất rồi, quên mất rồi mọi người, không 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 nhớ được bởi vì bởi vì đã từng xem trong cái bộ phim uh, chăm sóc sinh vật huyền bí ấy. Đấy có xem nhá, có ra ra và biết cái con nuts này. Quên rồi nhưng mà bây giờ quên rồi. Đấy, thực sự bây giờ không nhớ được Từ nút này xem nào, nó là cái gì Ui rồi ôi, cái con Cái con xa rông Đây nha Mình, mình, từ từ, mình, để mình diễn đạt cho mọi người Có thể hiểu đơn giản là con con tắc kè hoa đi Đấy, có con, con xa rông đấy Đấy là con tắc kè hoa Đó, có thể hiểu đơn giản là cái con đấy <laughs> <laughs> con tắc kẻ hoa đúng không? Nó có hai đầu. đấy right, xong rồi. So Harry, Ron and Hermione waited examining the cages. Thế cho nên là Harry này, Ron, ba cái người bạn á chờ và đang xem xem những cái lồng đấy, đang xem xét những cái lồng nhá, nhìn kỳ nhông, đúng rồi, đúng rồi, con kỳ nhông. Đây, nếu mà nói là tắc kè hoa thì nó hơi buồn cười. Kỳ nhông, chính xác, nhá con kỳ nhông. <laughs> con kỳ nhông. Biết cái con đấy đấy, nhưng mà kiểu như bây giờ tiếng Việt tìm ra được cái từ đấy nó hơi buồn hơi hơi khó. Now a pair of enormous purple toads sat gulping wetly and feasting on dead blowfire, uh, blowflies. Một cái cặp một cái cặp tức là hai con, một cặp đôi cóc ghẻ màu tím rất là to thì đang ngồi um, nuốt ừng ực một cách rất là ướt át và đang tận hưởng cái món ăn của mình uh, tận hưởng những cái con ruồi chết đấy mình dịch đại khái ra là như thế này từ toad đó là cái con cóc ghẻ và purple màu tím đúng không vậy thì đây là một cặp nhá hai cái con cóc ghẻ nó đang sát gupping thì cái từ gấp ấy nó có nghĩa là một cái ngụm nước tức là nó đang nuốt ực xuống nó nuốt ừng ực rồi vậy thì đây có nghĩa là nó đang nuốt một cách rất là ướt át cái con ruồi <laughs> cái từ feast thì danh từ nó có nghĩa là một cái bữa tiệc toàn là đồ ăn nhưng ở dạng động từ động từ tức là chúng ta đang tận hưởng một cái món gì đó ngon và rất là nhiều thì đấy nó gọi là feast on something và đây là dead blow, uh, blow flies chính ra là nó gọi là cái con nhặng và và dead nó đã chết đúng không như cái con nhặng đã chết ừ. đấy right. a gigantic turquoise uh, with a jewel encrusted shell was glittering near the window một cái con 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 rùa cổ thụ sao lại rùa cổ thụ rùa nghìn tuổi nhất thì đấy nó gọi là turquoise đó thường là rùa kiểu rùa già ấy. và lên một cái con rùa già khổng lồ gigantic là tính từ nó gọi là của cái từ giant giant là người khổng lồ và đây là tính từ của nó rùa già khổng lồ này với cái mái cái cái, cái mai rùa nó được đính kim cương cái mai rùa nó được đính uh, châu báu đấy, thì nó đang óng ánh lên bên cạnh cái cửa sổ tức là cái con rùa nó đang ngồi phơi nắng đúng không thế cho nên là à cái cái châu báu cái ngọc ngà trên trên mai của nó ấy nó đang ánh lên ánh lên dưới cái ánh nắng nào chúng ta sẽ có cái in crust crust là cái bề bên ngoài nhá crust thường nó nói về cái cái lớp bên ngoài về in crust tức là bọc bên ngoài đó à, cái bên ngoài nó được đính đính ở đây là đính jewel tức là đính châu báu kim cương các cái thể loại ngọc ngọc ngà đúng không thế thì nó gọi là jewel jewel encrusted nhá, được đính được đính châu báu shell thì nó gọi là cái mái rồi cái mai cái mai rùa glitter là kim tuyến nhưng ở dạng động từ thì tức là nó đang óng ánh lên Đấy, gần cái cửa sổ poisonous orange nails were oozing slowly up the side of the glass tank <laughs> nào những cái con ốc sên màu da cam đầy độc tố thì nó đang oozing slowly tức là à nó đang um, nó đang dần dần nó bò dọc theo cái cạnh của cái bể kính, à, tức là bên trong đấy đúng không? đựng những cái con ốc sên à, và nó yếu ý, ý của nó có nghĩa là à các cái con ốc sên đấy nó đang mon men nó bò theo cái cạnh của cái cửa của cái bể đấy, cái thanh, nhá, cái thanh chính là cái bể, và là, là glass thanh bể kính, side, à, cái side đúng không? Cái, cái cái cạnh của nó đấy, các cái phía của nó, phía này, phía bên này, phía bên kia, poisonous thì đấy là tính từ từ poison ý của nó là có độc tố Ooze, có chữ E đấy nhá Thì từ này chúng ta phải hiểu rõ ràng cái ý nghĩa của nó cơ Coi nghĩa là một thứ gì, ấy, cái vết bưng mủ Cái vết bưng mủ nó dỉ Nó dỉ cái mủ ra ấy, thì tức là nó đang ooze Hiểu được cái văn cảnh, đúng không? Tức là nó dỉ ra một thứ gì nhờn nhờn Thì đấy nó gọi là ooze Nhớ nhắc có chữ E nữa Đây cái gốc từ của nó này Mình ngã Mình ngã xong rồi là mình bị chảy xước đầu gối Xong rồi là cái vết cái, cái vết đấy nó bưng mủ nó sẽ gọi là chảy ra những cái mucus à, những cái mucus có nghĩa là những cái những cái nước dỉ à, thì đó từ dỉ ra từ u ở đây là dỉ ra đó, thế thì con ốc sen nó nó dỉ ra những cái nhờn nhờn này thì vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là nó đang sử dụng từ u ở đây từ u ở đây rồi tiếp theo and a fat white rabbit uh, kept changing into a silk top hat and back again with a loud popping noise. Và một cái con chuột màu trắng rất là béo. À sorry, một cái con thỏ màu trắng rất là béo thì nó cứ thế nó thay đổi, nó biến hình. Nó biến hình bản thân nó trở thành một cái top hat. Cái silk top hat. Mucus là chất nhầy đúng rồi. Ooze là gì? Là gì ra. Nào cái top hat, cái top hat top là phía bên trên mà head là cái mũ đúng không vậy thì đây là cái mũ chóp nha cái mũ chóp silk cái mũ chóp bằng lụa đó cái mũ chóp bằng lụa nó biến bản thân nó thành một cái mũ chóp bằng lụa này và sau đó thì nó biến trở về cái hình dạng ban đầu với một cái tiếng pop nó rất là to pop một cái Đấy, thì nó biến thành cái dạng này đúng không sau đó pop một cái nó biến trở thành nó biến trở về cái dạng ban đầu đấy cái từ pop đấy nha chúng ta nên hiểu là như thế then Uh, there were cats of every of every color. Sau đó thì đó là những cái con mèo mà đủ các loại màu sắc. A noisy cage of raven, uh, ravens. Một cái lồng nó rất là ồn ý. Sao là ồn ý nhỉ? Cái cái gì nhỉ? ồn ao, ầm ý. Một cái lồng nó rất là ầm ý này của những cái con quạ đang được nhốt ở trong đấy. Ravens đúng không? Quạ. Cage lồng. A basket of funny custard color fur balls that were humming loudly một cái rổ một cái rổ của cái fur balls fur là lông bo là cái quả bóng vậy thì ý của nó có nghĩa là kiểu những cái quả bóng lông nhá có thể là một cái con vật gì đó mà nó đang cuộn lại đây nó đang cuộn lại và đây cái quả các cái quả bóng lông này nhá nó có màu custard custard là cái màu cái màu vàng vàng nghệ đấy thì nó là custard được chưa? Vậy thì đây, các quả bóng lông màu vàng nghệ nó khá là ngồ ngộ, nó khá là kiểu lạ lùng. Đấy, một cái rổ chứa đầy những cái quả bóng đấy. Cái từ basket em thể hiểu là rổ hoặc là hiểu là xô cũng được nhá. Và những cái quả bóng này này thì nó đang hâm minh lao ly, nó đang kiểu đấy kiểu thế thì nó gọi là hâm. Hâm trong tiếng Việt là ý nghĩa như thế nào mình cũng không cắt nghĩa được. Chúng ta cứ thế kiểu như là theo một cái bài nhạc ấy, thì trong tiếng Việt nó cắt nghĩa là cái gì? Ngân... Ngâm Nga. Đúng không? Ngâm Nga. Đúng rồi. Ngân Nga hoặc là Ngâm Nga. Đấy, Ngân Nga. Những cái bài nhạc nhá một cách rất là to. Đấy, nó đang Ngâm Nga, đúng không? Những cái bài hát rất là to này. And on the counter, a vast cage of sleek back rats, which were playing some sort of skipping game using their long, long bow tails. Uh, bow tails. bow tails và ở trên cái quầy tính tiền thì đó là một cái lồng rất là lớn của những cái con chuột cái con chuột đen uh, bóng bẩy <laughs> những cái con chuột đen bóng nha chúng ta nên hiểu là những cái con chuột đen bóng nó đang chơi một cái trò gì đó uh, skipping game cái từ skip thì nó có nghĩa là kiểu nhảy đấy vậy thì đấy là một cái trò kiểu giống kiểu đang nhảy nhảy đúng không một cái trò nhảy mà đang sử dụng những cái đuôi dài và không có lông của nó. Giống kiểu nhảy dây đúng không? Nhưng mà đấy thì ý của nó có nghĩa là các cái con chuột á nó nó thay nhau nó nhảy qua đuôi của nhau. Đó, mình đoán là như thế nhá, nó nhảy qua đuôi của nhau. slick thì bình thường ám chỉ một cái họa tiết mà nó rất là mượt mà, nó không hề có một cái gợn. nó không hề có một cái gọi là đường đường xây sắt nào cả. Đấy thì nó gọi là slick rất là mượt mà. Vậy thì đây là những cái con chuột bộ lông đen bóng mượt đúng không rồi tiếp theo nó đang chơi một cái loại game giống kiểu nhảy ấy, skipping game nhá và sử dụng những cái đuôi không có lông tại vì sao bởi theo là đuôi này bot tức là à hói đúng không à, vậy thì ý của nó là cái như kiểu không có lông ở trên đấy cái đuôi của nó không có lông ok dừng ở đây nhá <laughs> bà viết như thế cái bà bà viết bà tác giả bà viết như thế thì làm sao mà chúng ta hiểu được đúng không? nói chung bà sáng tạo ra vậy mà bà đẻ ra cả một cái thế giới ý. toàn những thứ cổ quái. Alright, rồi hôm nay dừng ở đây nhá, ngày mai chúng ta tiếp tục. các bạn có thể xem lại cái livestream này ở youtube như sau. học IELTS. hôm qua hình như mình chưa up, Đấy, thì tí nữa up up bù luôn. còn nếu mà bạn nào nhé có nhu cầu học IELTS thì tìm luôn cái page cái fanpage của mình. Đấy, nó cũng, cũng, cũng có tên là IELTS nghĩa phan đấy nhá đấy thì uh, đó nếu các bạn nào có cái nhu cầu học IELTS mình là giáo viên dạy IELTS thì các bạn có thể vào đấy nhắn tin inbox cho mình còn xem lại livestream thì vào YouTube ok ngày mai nhá good night mọi người bye bye